Chí tôn chiến thần, Giang Sách. Tập 74. Tiếu Nguyên Kim, cái này ở Yến Thành có địa vị rất cao, thanh niên tuấn kiệt, cứ như vậy vội vã kết thúc cuộc đời của mình. Đụng tới song tử, là của hắn chúng mục tiêu kiếp số. Song tử ở giết người xong sau đó, còn cảm thấy chưa đủ thống khoái, muốn tiếp tục giết, nhưng lão điểu mang tới những người đó, đã sớm sợ đến toàn bộ chạy, nào còn có dám ở lại. Ngày hôm nay, bọn họ xem như là kiến thức cái gì mới thật sự là ác ma. Ở phương diện khác mà nói, song tử tên ác ma này, nếu so với Giang Sách cái này tu la càng thêm cụ bị lực uy hiếp. Ở một trận tìm kiếm sau đó, phát hiện cũng không có có thể giết nhân, song tử tự tay vén lên mái tóc dài màu xanh lam, liếm liếm ngón tay tiên huyết, nghênh ngang mà đi. Bên trong xe, đôi ngư lắc đầu nói rằng, thống suất, người xác định hắn thật là nhân loại, mà không phải dã thú sao. Hắn ngoại trừ lớn lên là cá nhân hình, cái khác điểm nào nhất giống nhân loại rồi. Coi như là thiên hạt cái loại này lãnh khốc chức nghiệp sát thủ, ta có thể với hắn bình thường câu thông, thế nhưng cùng song tử, ta ngay cả với hắn nói chuyện bình thường đều làm không được, ta thật hoài nghi hắn có biết nói chuyện hay không. Không trách đôi ngư như vậy oán giận. Ngoại trừ Giang Sách ở ngoài, 12 hoàng kim những người khác, cũng không cách nào cùng song tử giao lưu. Người nam nhân kia, cho người duy nhất ấn tượng chính là thích giết chóc thành tính. Giang Sách khẽ cười một tiếng, cũng không nói gì nhiều lắm, chỉ là đơn giản trả lời một câu, mỗi người đều có mỗi người ý tưởng, song tử không hề giống như người nghĩ không xong. Vừa nói, Giang Sách vừa đi đến rồi Tiếu Nguyên Kim bên thi thể, đem vật cầm trong tay tàn thuốc vứt bỏ. Nhìn viên kia lăn xuống đầu người, thở dài. Kỳ thực giết chết tuổi trẻ như vậy tiểu tử, Giang Sách thật đúng là có điểm tiếc hận. Nhưng Giang Sách đã cho qua hắn cơ hội. Tại Giang Sách liên tục nhiều lần hỏi Tiếu Nguyên Kim có hay không muốn giết chết mình thời điểm, Tiếu Nguyên Kim trả lời rất khẳng định, na đã như vậy, cũng đừng trách người khác cũng dùng đồng dạng thái độ đối với ngươi. Đôi ngư đã đi tới, dò hỏi, thống suất, có một chút ta muốn không thông. Kỳ thực ngươi cùng Tiếu Nguyên Kim trong lúc đó vừa không có thâm cừu đại hận, dạy dỗ một trận là được rồi, không cần thiết làm cho song tử động thủ, lấy mạng của hắn a. Giang Sách trầm ngâm chốc lát, nói rằng, đơn giản là, hắn là Tiếu Canh con trai. Như vậy có quan hệ gì? Tiếu Canh là Lão Thiên Tôn sinh tử chi giao, còn hắn chết, Lão Thiên Tôn còn có thể từ bỏ ý đồ sao? Nói được phần này như trên, đôi ngư liền hiểu. Hiện tại Giang Sách đối mặt khốn cảnh chính là đối mặt vẽ còn tập đoàn một cái như vậy quái vật lớn, vô tòng hạ thủ, cho nên mới muốn dẫn xà xuất động, chủ động khiêu khích, làm cho đối phương tới công kích chính mình, do đó tìm ra đột phá khẩu. Nhưng Lão Thiên Tôn rất thông minh, xem thấu Giang Sách ý tưởng. Mấy ngày nay Lão Thiên Tôn chính là cái đó động tác cũng không có, cố ý đem Giang Sách gạt sang một bên, Lão Thiên Tôn ngược lại không nóng nảy, nóng nảy là Giang Sách. Thời gian càng lâu, đối với Giang Sách càng bất lợi. Cho nên, cần một cái vô cùng mãnh liệt, cừu hận, đến mức lấy Lão Thiên Tôn đối với mình động thủ. Giết chết Tiếu Nguyên Kim, hiển nhiên là một cái mạnh vô cùng cừu hận. Nếu như Tiếu Nguyên Kim chết, cũng không thể nhượng Lão Thiên Tôn động thủ, đó chỉ có thể nói hai chuyện. Một, Lão Thiên Tôn thực sự quá thông minh. Hai, Lão Thiên Tôn cũng thực sự là quá máu lạnh. Ngược lại nếu như chuyện giống vậy phát sinh tại Giang Sách trên người, hắn là vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ ý đồ, mặc dù biết rõ là bẫy dập, cũng sẽ tới nhảy vào. Đôi ngư, đem Tiếu Nguyên Kim đầu người bao lấy tới, đưa đến Lão Thiên Tôn trước mặt. Ngạch, đôi ngư nuốt nước miếng một cái, thuộc hạ tuân mệnh. Cũng trong lúc đó, đang vẽ còn tập đoàn bản bộ, chủ tịch phòng làm việc của bên trong. Tiếu Canh ngay đầu tiên đem phòng đấu giá sự tình nói cho Lão Thiên Tôn, bán đấu giá thất bại, Giang Sách lấy 40 trăm triệu giá cả ngạnh sinh sinh đích đem hết thảy văn vật cướp đi. Giết đại gia một cái trở tay không kịp. Vốn tưởng rằng Lão Thiên Tôn nghe xong biết tức giận không ngớt, dù sao đây chính là giá trị 40 trăm triệu lớn buôn bán, cứ như vậy phao thang, bất kể là ai đều sẽ khó có thể tiếp thu. Nhưng Lão Thiên Tôn chính là Lão Thiên Tôn. Căn bản không bị chuyện biểu tượng quấy nhiễu. Hắn khí định thần nhàn rót một chén trà, từ tốn nói, đây là chuyện tốt a, có cái gì có thể tức giận. Chuyện tốt? Tiếu Canh không hiểu hỏi,
Giang Sách đập chúng ta bãi, vẫn là chuyện tốt. Lão Thiên Tôn nói rằng, đương nhiên, người cũng không suy nghĩ một chút, Giang Sách vì sao không kịp chờ đợi đập chúng ta bãi. Vì sao? Tiếu Canh thuận miệng nói rằng, hắn theo chúng ta cừu hận sâu như vậy, có bất kỳ cơ hội đều sẽ trả thù, còn cần cái gì những nguyên nhân khác sao? Nông cạn, Lão Thiên Tôn cười ha ha, nói rằng, Giang Sách sở dĩ sẽ động thủ, vẫn như thế chủ động đối với chúng ta tiến hành công kích, đó là bởi vì hắn đợi không nổi. Mấy ngày này ta lạnh nhạt thờ ơ hắn, làm cho hắn sinh ra cảm giác nguy cơ, mới có thể liều mạng tới đập phá quán, hoa 40 ước tới đoạt hàng. Chính là muốn chọc ta sức sống, để cho ta đi công kích hắn. Một chiêu này, tự kêu là dẫn xà xuất động. Vừa nói như vậy, Tiếu Canh mới phản ứng được. Hắn cũng cười theo rồi. Vậy nếu là nói như vậy, đúng là chuyện tốt ha. Giang Sách như vậy hành vi, nói rõ hắn đã nằm ở vội vàng sao động, tức giận trạng thái, hận không thể chúng ta lập tức liền đối với hắn phát động công kích. Nhưng chúng ta chính là lạnh nhạt thờ ơ hắn, mặc kệ hắn. Ngược lại kéo càng lâu, đối với chúng ta càng có lợi. Hoàn toàn không cần đi quản hắn. Lão Thiên Tôn gật đầu, đây mới là cách làm chính xác. Liền lạnh nhạt thờ ơ hắn, đấu giá hội thất bại thì như thế nào? Chúng ta là không có kiếm được tiền, thế nhưng cũng không còn tổn thất cái gì đó. Tương đối mà nói, Giang Sách nhưng là thật thật tại tại tìm 40 ức, hắn còn tổn thất đâu. Hai người càng nói càng vui vẻ. Không thể không nói. Lão Thiên Tôn tâm cơ thành phủ chi thâm, hoàn toàn không phải thân hào, thân liệt có thể sánh bằng. Giang Sách một chiêu này dẫn xà xuất động, hoàn toàn thất bại rồi. Đấu giá hội đập phá quán, căn bản cũng không có nhượng Lão Thiên Tôn sức sống, ngược lại nhượng Lão Thiên Tôn thấy rõ Giang Sách hiện trạng, càng thêm yên tâm to gan lạnh nhạt thờ ơ Giang Sách. Cực kỳ thất bại nhất chiêu xú kỳ. Thế nhưng, một chiêu này xú kỳ phía sau, còn theo một nước cờ. Một bước khá thấp kém, không hề kỹ xảo, mục đích tính rất mạnh, liếc mắt cũng sẽ bị người xem thấu cờ. Nhưng việc này cờ, người mặc dù xem thấu, cũng sẽ trúng kế. Đang ở Lão Thiên Tôn cùng Tiếu Canh khinh bỉ Giang Sách thời điểm, một gã bảo tiêu trong tay đang cầm cái hộp đi đến. Chủ tịch, có một nam tử để cho ta đưa cái này giao cho ngài, nói là Giang Sách đưa tới. A hát, Lão Thiên Tôn nở nụ cười. Ước đoán vậy là cái gì khiêu khích đồ đạc a? Giang Sách a Giang Sách, ngươi như thế lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, đã cho ta sẽ mắc lừa. Tương phản, ngươi nháo đằng càng lợi hại, ta càng lờ đi ngươi. Vừa nói, hắn một bên mở hộp ra. Cho ta xem, Giang Sách tiểu vương bát đản này lại đưa tới cái gì khiêu khích đồ đạc. Hộp, mở ra. Khi nhìn đến đồ vật bên trong sau đó. Lão Thiên Tôn sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, nụ cười cũng đọng lại. Cái hộp này đồ vật bên trong, nhượng Lão Thiên Tôn tất cả kế hoạch, an bài toàn bộ đều thay đổi. Chứng kiến Lão Thiên Tôn bộ dáng kia, Tiếu Canh nhíu nhíu mày, hỏi, Lão Thiên Tôn, người đây là nhìn thấy gì? Giang Sách Na tiểu vương bát đản lại đưa tới cái gì khiêu khích đồ? Vừa nói, hắn bên đứng lên nhìn. Lão Thiên Tôn lập tức liền đem hộp đắp lên. Giơ lên hai mắt nhìn chằm chằm Tiếu Canh. Tiếu Canh lại càng hoảng sợ, Lão Thiên Tôn, làm sao ta còn không thể nhìn sao? Lão Thiên Tôn nuốt nước miếng một cái, mấy lần muốn mở miệng, cuối cùng đều nén trở về, hít thở sâu một hơi, hắn chậm rãi nói rằng, ông bạn già, đồ vật trong này ngươi nhất định là muốn xem, thế nhưng, sau khi xem xong ngươi được bằng lòng ta một việc. Chuyện gì? Không cho phép khóc. À! Tiếu Canh đơn giản là như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu, sao vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì cái này cái gì cùng cái gì. Người cũng phải không được khóc đâu. Nói đi nói lại, Tiếu Canh đều vài thập niên không có rơi lướt qua lệ rồi. Khóc? Không rõ. Có thể làm được không? Lão Thiên Tôn, ngươi thực sự là sẽ cùng ta nói đùa à? Ta hỏi ngươi, có thể làm được không? Lão Thiên Tôn giọng của tương đương nghiêm túc, điều này làm cho Tiếu Canh ý thức được đối phương cũng không phải là đang nói đùa, vì vậy hết sức chăm chú gật đầu, có thể làm được. Ân, vậy đến xem a. Lão Thiên Tôn lại một lần nữa đem hộp mở ra, hai mắt chăm chú nhìn Tiếu Canh. Tiếu Canh vô cùng hiếu kỳ xít tới, nhìn chăm chăm đồ vật bên trong hộp đang nhìn, đầu tiên mắt nhìn lại càng hoảng sợ,
là cái đầu người. Nhìn lần thứ hai, Tiếu Canh Hầu như ngất xỉu. Cái đầu người kia, không phải là con của hắn Tiếu Nguyên Kim sao? Nguyên Kim! Nguyên Kim! Tiếu Canh đau thấu tim gan, cảm giác ngực đều phải nứt ra rồi, một bước liền mua đi qua, hai tay vuốt ve trong hộp cái đầu người kia. Vừa mới đối với Lão Thiên Tôn hứa hẹn đã sớm hoàn toàn quên. Nước mắt, không cầm được đi xuống. Vài thập niên không có trải qua nước mắt Tiếu Canh, lần này triệt để không khống chế được tình cảm, khóc tê tâm liệt phế. Mất con đau đớn, như thế nào còn có thể khống chế được nổi không khóc. Nhìn Tiếu Canh na thống khổ dáng vẻ tuyệt vọng, Lão Thiên Tôn thở dài một hơi, biết sự tình phiền toái. Nếu như Tiếu Canh còn có thể bảo trì không khóc, vậy còn có thể bảo trì một tia lãnh tĩnh. Giang Sách một chiêu này lại đơn giản bất quá dẫn xà xuất động, sẽ chả có thể tiếp tục mặc kệ hắn. Nhưng Tiếu Canh cái bộ dáng này, như thế nào còn có thể giữ được tính táo? Mặc dù biết rõ Giang Sách là ở làm tức giận bọn họ, là ở buộc bọn họ xuất thủ, cũng không khỏi không đánh tới. Cũng được. Lão Thiên Tôn khoát tay chặn lại, đã như vậy, vậy chính diện cứng rắn mới vừa a. Mình hai đứa bé, vừa chết một bắt lấy, Tiếu Canh thân nhi tử, bây giờ cũng chết tại Giang Sách trong tay. Cái này một khoản bút chướng, trực tiếp thanh toán, không phải làm này có không có. Tiếu Canh nghẹn ngào nói rằng, Lão Thiên Tôn, ta biết chúng ta cần lãnh tĩnh, không nên đối với Giang Sách động thủ, hẳn là lạnh nhạt thờ ơ hắn. Thế nhưng, ta thực sự không khống chế được, ta muốn báo thù, ta muốn giết chết Giang Sách. Lão Thiên Tôn gật đầu, ông bạn già, ngươi không cần phải nữa nói, tâm tình của ngươi ta hoàn toàn minh bạch. Nếu Giang Sách phải cùng chúng ta đi công kích, ok, ta đây liền thỏa mãn hắn. Yến Thành là của ta địa bàn, dám ở trên địa bàn của ta gọi nhịp, Giang Sách. Ngươi thật sự cho rằng ta không nhúc nhích được ngươi. Lão Thiên Tôn đem hộp đắp lên, nói rằng, ở chính thức động thủ trước, ông bạn già, ngươi trước đem con an táng. Tiếu Canh ôm lấy hộp, gật đầu, ân, chờ ta đem con hạ táng sau đó, liền tự tay đi đem Giang Sách đầu vặn xuống tới. Hiển nhiên, Giang Sách nước cờ này thành công. Lão Thiên Tôn cùng Tiếu Canh không phải chơi giả, muốn trực tiếp tiến công. Bất quá, Giang Sách là thành công dẫn xà xuất động, còn là nói biết dẫn lửa thiêu thân, chơi với lửa có ngày chết cháy. Vậy sẽ rất khó nói. Giang Sách cùng đôi ngư về tới thực tiệm thuốc, xe mới vừa dừng lại, liền thấy một nhóm lớn người vây quanh ở cửa, duỗi cái đầu hướng phía bên trong quan vọng, cảm giác kia giống như là tới cái gì đại minh tinh giống nhau. Có khách quý. Bảo an xa nhau đoàn người, làm cho Giang Sách thuận lợi đi vào. Vừa đi vào đại môn liền thấy một cái người quen Lô Văn Diệu, chứ danh Mỹ thực tạp chí nghe thấy Hương chủ biên. Bất quá, Lô Văn Diệu tuy là danh khí lớn, nhìn hắn người cũng không nhiều. Dù sao cũng là một tuổi tác lớn tao lão đầu tử, có mấy người biết như vậy thích xem hắn đâu. Mọi người chân chính muốn xem, là ngồi ở Lô Văn Diệu bên người người thiếu nữ kia. Cô gái kia cực kỳ đẹp đẽ, chỉ là nhìn qua có điểm gầy gò, thân thể cũng có vẻ đơn bạc điểm. Cứ như vậy dạng một cô thiếu nữ, nếu như mãn phân là 10 phân nói. Đại khái có thể đánh 8 phân A. Xinh đẹp là xinh đẹp, thế nhưng cũng còn không có đạt được siêu cấp mỹ nữ trình độ, cũng không đến nổi hấp dẫn nhiều người như vậy tới quan sát A. Vừa nhìn thấy Giang Sách tiến đến, Lô Văn Diệu lập tức đứng dậy chắp tay nói rằng, Giang lão bản, lão hủ rốt cục đến khi ngài đã trở về. A hát, Lư tiên sinh một mực chờ đợi ta sao? Nói đúng ra, là nhà chúng ta tiểu thư đang chờ ngươi. Quả nhiên, cô gái kia thân phận địa vị nhất định không đơn giản, có thể để cho Lô Văn Diệu đều gọi hô một tiếng, tiểu thư, có thể để cho nhiều như vậy ăn dưa quần chúng vây xem thiếu nữ, tuyệt đối không phải thông thường thiếu nữ. Lô Văn Diệu giới thiệu, cái này một vị là, Khác Thủ Chi Gia, đại tiểu thư Tương Y Vân. Khác Thủ Chi Gia. Giang Sách vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này danh từ. Nhưng là từ hiện trường quần chúng phản ứng đến xem, cái này nhất định là một không được đại gia tộc. Ngay cả Lô Văn Diệu đều đối với Tương Y Vân tôn kính như vậy, gia tộc này ở Yến Thành địa vị vậy tuyệt đối không đơn giản. Không biết Khác Thủ Chi Gia cùng vẽ còn tập đoàn lại sẽ là quan hệ như thế nào. Giang Sách nhìn đôi ngư liếc mắt, đôi ngư liền trong lòng hiểu rõ, yên lặng an bài xong xuôi, điều tra Khác Thủ Chi Gia là cái gì tồn tại. Giang Sách cùng Lô Văn Diệu nắm tay,
khách sáo vài câu. Vốn định cùng Tương Y Vân cũng khách sáo hai câu, nhưng người nào biết. Đại tiểu thư kia thực sự là một điểm mặt mũi cũng không cho. Không nói cùng Giang Sách nắm tay rồi, ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng Giang Sách. Tương Y Vân an vị ở bên kia, lạnh như băng nói rằng, Lư Thúc Thúc, ta còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm, không có thời gian ở chỗ này ma kỷ. Nhanh lên một chút cho ta xem nhìn hắn bản lĩnh thật sự a, không nên lãng phí thời giờ của ta. Cái này giọng nói chuyện, một đại tiểu thư tính khí, ngạo kiều rất. Lô Văn Diệu lúng túng tằng hắng một cái, mặt nở nụ cười đối với Giang Sách nói rằng, là như thế này, Giang lão bản, tưởng tiểu thư nàng bởi vì năm ngoái giảm béo quá độ, dính vào bệnh kén ăn trứng, ăn cái gì đều cảm thấy ác tâm, muốn thổ. Trong nhà cho mời tới trời Nam Biển Bắc tốt nhất đầu bếp, đều không thỏa mãn được khẩu vị của nàng. Nàng đây cũng không phải là thức ăn vấn đề, là bệnh. Cái này bệnh kén ăn trứng làm cho cả khác thủ chi gia đều quấy nhiễu không ngớt. Tất cả mọi người rất lo lắng đại tiểu thư tình trạng cơ thể. Kết quả vừa vặn, Giang lão bản ngài mở nhà này thực tiệm thuốc, không riêng làm cơm. Còn quản chữa bệnh, thật là hoàn mỹ phù hợp tưởng tiểu thư nhu cầu. Ta trước kia cũng ở ngươi bên này ăn xong, đối với Giang lão bản tay của ngài nghệ rất là tán thưởng. Hy vọng Giang lão bản có thể xuất thủ tương trợ. Trợ giúp tưởng tiểu thư chữa cho tốt cái này bệnh kén ăn trứng, hoặc là cho nàng làm ra có thể nuốt trôi cơm nước. Sau khi nghe xong, Giang Sách mỉm cười gật đầu. So sánh với một năm qua này Tương Y Vân không biết xem qua bao nhiêu bác sĩ, ăn xong bao nhiêu đại trù mỹ thực, cuối cùng cũng không có hiệu quả trị liệu, cho nên mới phải cảm thấy tất cả mọi người là phiến tử, thần côn, cũng mới sẽ đối với Giang Sách có như thế thái độ. Tốt, ta đây liền tới nhìn. Giang Sách trực tiếp ngồi ở Tương Y Vân bên người, mỉm cười nói tưởng tiểu thư. Cũng xin đưa tay ra, ta nghĩ muốn cho ngài bắt mạch. Cái gì, Tương Y Vân nghe lời này một cái, giận không kềm được. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Lại muốn động tay động chân với ta. Ngạch, Giang Sách sạm mặt lại. Cái này dựng một mạch mà thôi, coi như là tái máy tay chân sao. Đại tiểu thư tính khí, thật đúng là lợi hại a. Lô Văn Diệu nhanh lên qua đây khuyên, Tiểu Vân ở đâu, đây là thực tiệm thuốc quy củ, ngươi được làm cho nhân gia biết trạng huống của ngươi, bọn họ mới có thể làm ra phù hợp nhất ngươi nhu cầu cơm nước nha. Tương Y Vân lạnh mặt nói, không được, kẻ hạ nhân bẩn tay sao có thể đụng ta. Nếu như người bình thường nghe nói như thế, sợ là muốn chọc giận nổ phổi, Giang Sách lại vui vẻ đi ra, gặp qua không ít người. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kiểu cách đại tiểu thư. Giang Sách không chút hoang mang lấy ra một cây dây nhỏ, nói rằng, không phải bắt mạch cũng được, cũng xin tưởng tiểu thư đem cái này cây dây nhỏ chen nơi cổ tay chỗ, ta có thể cách không bắt mạch. Chiêu thức ấy, là không có có mấy người làm được. Tương Y Vân hoài nghi liếc nhìn Giang Sách, lạnh lùng nói rằng, giả thần giả quỷ. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể đùa giỡn ra cái trò gì. Nói, nàng đem dây nhỏ chen ở tại chỗ cổ tay. Giang Sách đem dây nhỏ một đầu khác chen ở một cây trên chiếc đũa, đem dây nhỏ kéo thẳng. Sau đó dùng tay khoát lên dây nhỏ trên, cảm thụ Tương Y Vân mạch đập. Có thể. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tưởng tiểu thư, xin đem le lưỡi ra ta xem một chút. Vọng, văn, vấn, thiết, một bộ nước chảy xuống tới, ước chừng tìm được có 20 min, nói thật. Được có một nửa thời gian đều lãng phí ở cùng Tương Y Vân ma kỷ trên. Toàn bộ tình huống đều biết rõ ràng sau đó, Giang Sách đứng lên nói rằng, xin cho ta 10 phút thời gian, lập tức làm ra làm cho tưởng tiểu thư đại bão có lộc ăn cơm nước. Hanh, khoác lác. Tương Y Vân từ tiến đến bây giờ, cho tới bây giờ sẽ không có để mắt qua Giang Sách, liền đem Giang Sách xem thành thần côn. Giang Sách cũng không ở ý, đứng dậy đi vào hậu trù. Cùng này đại chủ thương lượng nấu ăn sự tình. Tương Y Vân an vị ở ghế trên chờ. 10 phút, nháy mắt trôi qua. Giang Sách bưng co lại đồ ăn đi ra. Tưởng tiểu thư, xin lỗi đợi lâu, cái này co lại đồ ăn là ta vì ngài cố ý chế luyện. Cũng xin thưởng thức. Vừa nói, hắn một bên món ăn đặt ở Tương Y Vân trước mặt. Mâm thức ăn kia vừa để xuống tới, tất cả mọi người mộng ép. Giang Sách cũng không có cho Tương Y Vân làm cái gì cao đoan món chính, suy nghĩ một chút cũng phải, 10 phút có thể làm cái gì món chính.
không riêng không phải món chính, còn chưa phải là cái gì rất tinh mỹ đồ ăn. Giang Sách bưng lên, lại là co lại trao. Na mùi thúi, vẫn là nặng thêm, nếu so với vậy trao thúi hơn mấy phân. Trong nháy mắt, bên trong phòng an tĩnh. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm na mâm trao, cảm thấy bất khả tư nghị, Giang Sách không phải đang nói đùa chứ. Làm cho đường đường khác thủ chi gia thiên kim đại tiểu thư, có bệnh kén ăn trứng thiếu nữ, đi ăn co lại trao. Vẫn là nặng thêm mùi thúi trao. Phanh. Quả nhiên, Tương Y Vân giận tím mặt, vỗ lên bàn một cái, cáu giận nói, vô liêm sỉ. Đây chính là ngươi cho ta lượng thân làm theo yêu cầu đồ ăn sao? Quả thực buồn cười. Lư thúc thúc, không nghĩ tới người dĩ nhiên cũng có nhìn lầm thời điểm, nhà này phản điếm, chính là một rác rưởi. Nói xong, Tương Y Vân trực tiếp đứng dậy đi liền, loại địa phương này, nhiều một giây nàng không tiếp tục chờ được nữa. Lô Văn Diệu trên mặt của cũng không nhìn được, trước khi tới, hắn chính là đem Giang Sách cho khen ba hoa trích chòe, nói thực tiệm thuốc là trăm năm khó gặp thần kỳ tiệm cơm. Kết quả đâu? Sau khi đến một trận bận việc, cuối cùng liền cưỡi co lại trao. Trao coi là đồ ăn sao? Căn bản là bên cạnh ăn vặt có được hay không? Dựa theo Lô Văn Diệu ý tưởng, Giang Sách đoán chừng là bị Tương Y Vân tiểu tính khí giận đến rồi. Cho nên không có yên lành cho nấu ăn, thậm chí cố ý dùng trao tới ác tâm nàng. Thở dài, Lô Văn Diệu hướng về phía Giang Sách nói rằng, Giang lão bản, chúng ta là thật tình tới tìm cầu giải quyết phương pháp. Trước Y Vân khả năng nói đụng phải ngươi, ta biểu thị áy náy, nhưng cũng xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, không muốn vì vậy liền cố ý sằng bậy. Giang Sách lập tức giơ tay lên nói rằng, không phải, ta không có sằng bậy. Ta là nghiêm túc. Nghiêm túc. Lô Văn Diệu nhìn trên bàn na sơn đen đại khái trao, thực sự rất khó tưởng tượng Giang Sách là nghiêm túc. Tương Y Vân còn không theo như không buông tha nói rằng, Lư thúc thúc, người còn cùng người như thế lời nói nhảm cái gì. Đi a, loại này vừa bẩn vừa nát tiểu điếm, ta một giây đồng hồ cũng không muốn ở lâu. Quả thực, trước đây Tương Y Vân đi. Vậy ít nhất cũng phải là tử điếm cấp 5 sao. Tráng lệ, dương cột chạm trổ. Nàng từ sinh ra tới nay, hầu như chưa từng có tại loại này ven đường không hơn cấp bậc quán cơm nhỏ ăn. Ngày hôm nay có thể kéo dưới khuôn mặt qua đây, hoàn toàn là từ đối với Lô Văn Diệu tín nhiệm cùng tôn trọng. Nếu như những người khác, nói xong dễ nghe đi nữa, Tương Y Vân cũng không muốn tới. Xem bây giờ hình thức, sợ là rất khó có nữa kết quả gì. Lô Văn Diệu thở dài, đứng dậy cũng dự định ly khai. Nào ngờ, Giang Sách lại tiến thêm một bước nói rằng, Tưởng tiểu thư, Lư tiên sinh, ta thật là rất dụng tâm ở cho các ngươi chuẩn bị thức ăn. Xin tin tưởng ta, cái này một phần trao, tuyệt đối là phù hợp Tưởng tiểu thư tình huống bây giờ, thuốc tốt. Nói như vậy từ, thực sự rất không có lực tin tưởng và nghe theo a. Lô Văn Diệu biểu thị rất hoài nghi. Giang Sách lần nữa nói rằng, ăn một khối trao cũng sẽ không người chết, nhiều một lần nếm thử, một phần vạn sẽ có kỳ hiệu đâu. Cái này, Lô Văn Diệu không ngừng toát nha hoa tử, ngẫm lại lần trước, mình cũng là đúng Giang Sách 100 không tín nhiệm, nhưng cuối cùng không phải là dựa vào Giang Sách làm đồ ăn, chỉ chính mình mấy thập niên thở khò khè sao. Người này thực lực sâu không thấy đáy, nói không chừng chén này trao thực sự sẽ có kỳ hiệu. Hắn quyết định tin tưởng Giang Sách một lần. Vì vậy, Lô Văn Diệu nhìn về phía Tương Y Vân, nói rằng, Y Vân ở đâu, ngươi liền ăn một khối, không đúng, ngươi liền ăn một miếng, được không? Tương Y Vân ngũ quan đều phải chen đến một khối, không dám tin nói rằng, Lư thúc thúc, ngươi làm sao có thể tin tưởng thần côn này lời nói? Ta thân phận gì, làm sao có thể ăn trao loại này bẩn thỉu thức ăn? Cái này cùng để cho ta uống phù thủy chữa bệnh khác nhau ở chỗ nào? Nhất định chính là phong kiến mê tín. Lô Văn Diệu khuyên, liền một ngụm có được hay không? Ăn xong một hớp này, nếu như ngươi chính là không hài lòng, vậy lão hủ tuyệt không nhiều lời nói nhảm, lập tức rời đi. Ngoại trừ phụ thân ở ngoài, Tương Y Vân nhất tôn trọng chính là Lô Văn Diệu rồi. Nếu Lô Văn Diệu như thế lần nữa kiên trì, không có biện pháp, nàng chỉ phải phóng hạ giá tử, hơi chút ăn một miếng, quyền đương là hiếu kính Lô Văn Diệu rồi. Liền một ngụm. Ân. Tương Y Vân trở lại trước bàn, tội liên đới đều lười được tọa, vi vi dương mắt chừng mắt Giang Sách. Sau đó, nàng đưa tay cầm lên đôi đũa trên bàn,
gắp một khối trao phóng tới bên mép. Nhìn na màu sắc kỳ quái, người được na chán ghét mùi vị, Tương Y Vân suýt chút nữa không có tại chỗ ói ra. Nàng nhắm mắt lại, không dám nhìn, giống như là nuốt thuốc giống nhau, cắn một cái, nhanh lên hướng trong bụng nuốt. Được rồi, ta ăn xong rồi. Tương Y Vân để đũa xuống xoay người rời đi, còn không chờ nàng đi ra ba bước. Đột nhiên bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm trên bàn trao xem. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không biết Tương Y Vân cử chỉ này cử chỉ là có ý gì. Y Vân, Lư thúc thúc, ta vừa mới ăn đúng là trao sao? Đúng vậy, không có khả năng a. Tương Y Vân chân mày nhíu chặt một lần nữa trở lại chỗ ngồi trước, lần nữa cầm đũa lên, xốc lên khối kia trao đặt vào trong miệng, lại một lần nữa cắn một ngụm, tinh tế nhấm nuốt. Lúc này đây nàng là trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm na trao đang nhìn, xác định chính mình ăn chính là trao, mà không phải đồ gì khác. Mùi này, Tương Y Vân bị khóa ở trao ăn vào trong miệng sau đó, cái loại này mùi thúi cư nhiên thần kỳ tiêu thất, ngược lại trở nên mùi thơm nức mũi, đồng thời vào miệng tan đi, nhẹ nhàng khoan khoái không gì sánh được. Có một chút điểm hướng là ở ăn cỏ dâu tây kem cảm giác, rồi lại ở nhẹ nhàng khoan khoái trong mang theo ấm áp, ăn vào trong bụng sau đó, dạ dày rất thoải mái. Chút bất chi bất giác, một tảng lớn trao đã bị nàng ăn hết tất cả. Hiểu được vô cùng, chưa thỏa mãn. Cũng không cần người khác đi thúc giục, Tương Y Vân chủ động gắp lên khối thứ hai, hơn nữa lúc này đây nàng còn ngồi xuống, không nóng nảy đi, cứ như vậy ngồi xuống tinh tế thưởng thức trao. Một màn như thế, xem ngốc mọi người. Ta không phải hoa mắt a, tuân thủ nghiêm ngặt nhà Thiên Kim đại tiểu thư, cư nhiên sẽ ở đây trùng tiểu điếm ven đường ăn trao. Trời ạ, quả thực nói đùa, nói ra cũng không ai tin a. Hơn nữa các ngươi xem, nàng ăn dáng vẻ rất vui vẻ. Nhìn ta đều sàm, đều nói tưởng tiểu thư bệnh kén ăn chứng nghiêm trọng, cái gì đều ăn không dưới. Coi như là món ăn quý và lạ mỹ vị, ăn cũng phải thổ, nhưng các ngươi nhìn, hắn hiện tại cư nhiên đem na co lại trao đều phải ăn xong rồi. Một điểm muốn ói ý tứ cũng không có. Nhưng cũng là a, cái này Giang lão bản tài nấu nướng của thật là độc nhất vô nhị. Giang Sách mỉm cười, đem một chén cơm để lên bàn, đẩy tới Tương Y Vân trước mặt, không muốn ăn hết đồ ăn, cũng chịu chút cơm tẻ. Tương Y Vân giọng của hòa hoãn không ít, nói rằng, ta không có thể ăn cơm tẻ, ăn một lần liền cái bụng khó chịu, ác tâm muốn thổ. Giang Sách nói rằng, đó là nhà khác cơm không tốt, ta chỗ này cơm tẻ, là đệ nhất thiên hạ cơm tẻ, bảo quản ngươi ăn còn muốn ăn. Tất cả mọi người nở nụ cười. Cái này gạo cơm còn có thể có cái gì tốt xấu? Tốt nhất cơm tẻ, vậy không cũng là cơm tẻ sao? Còn có thể nếm ra đốt ép mùi vị tới. Giang Sách thật đúng là đủ có thể thổi. Bởi vì có đậu hủ thúi, giáo huấn, Tương Y Vân quả thực đối với chén này cơm tẻ cũng tràn ngập hiếu kỳ. Nàng tự tay bưng lên bát, đem một hớp lớn cơm tẻ bỏ vào trong miệng, nhai. Trong nháy mắt, Tương Y Vân hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn không thôi. Ân, ăn ngon. Giống như là đạt được âu yếm món đồ chơi tiểu hài tử giống nhau, Tương Y Vân hoàn toàn không để ý tới hình tượng, từng ngụm lùa cơm, tiện đường đem trao trộn ở trong cơm ăn. Như vậy, nơi nào còn như là quý tộc Thiên Kim đại tiểu thư, toàn bộ một mới vừa khô hết việc nhà nông thôn bác gái. Khí chất, hình tượng, hoàn toàn không có. Bất quá, Lô Văn Diệu lại thấy rất là vui mừng. Một năm rồi. Đã chọn một năm Tương Y Vân cũng không có yên lành ăn xong một bữa cơm, mỗi lần ăn không phải ác tâm muốn ói, chính là một ngụm đều ăn không dưới. Bữa cơm này, là một năm qua này lần đầu tiên lòng ham muốn mở rộng ra. Quả nhiên, tuyển trạch tới thực tiệm thuốc là Lô Văn Diệu làm chuyện chính xác nhất. Tất cả mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Tương Y Vân, mọi người đều biết tính cách của nàng, là tuyệt đối đại tiểu thư. Kiên quyết không có khả năng cho Giang Sách làm kẻ lừa gạt. Ngay cả Tương Y Vân đều như vậy thất thố, na đủ để nhìn ra bữa cơm này có bao nhiêu ăn ngon. Mọi người không hiểu là, co lại trao mà thôi, có ăn ngon như vậy sao? Ngay cả Tương Y Vân loại này Thiên Kim đại tiểu thư đều ăn không dừng được, không khỏi cũng quá khoa trương một điểm. Rất nhanh, như gió cuốn mây tản thông thường, Giang Y Viện đem co lại trao cùng một chén cơm tẻ toàn bộ đều ăn xong rồi.
còn chưa đã ngứa, muốn trở lại một phần. Giang Sách mỉm cười nói, Tưởng tiểu thư, người thật lâu không có bình thường ăn cơm xong đồ ăn, bữa tiệc này, chỉ thích hợp ăn 8 phần 10 ăn no, không muốn ăn nhiều lắm, tốt quá hóa lốp. Tương Y Vân Chu mỏ một cái, đạo lý này nàng hiểu, nhưng... ăn quá ngon nha. Nàng không hiểu hỏi, vì sao vô cùng đơn giản một phần trao có thể ăn ngon như vậy nha. Thật không rõ. Lô Văn Diệu cũng nói, đúng vậy, cha nàng từ trời Nam Biển Bắc không biết mời tới bao nhiêu đại trù, làm không biết bao nhiêu sơn chân hải vị, nàng giống nhau đều ăn không vào đi. Tại sao lại bị co lại trao cho thuyết phục đâu? Giang Sách cười cười, hồi đáp ta đây một nhà thực tiệm thuốc, không riêng gì nấu ăn, càng là bị nhân trị bệnh. Tưởng tiểu thư không ăn cơm không phải là bởi vì cơm nước không thể ăn, mà là nàng từ xa xưa tới nay hư thói quen đưa đến bệnh kén ăn trứng. Ta đây một phần trao là đúng trứng kê đơn, bên trong có ta chuyên môn phối trí phương thuốc. Cho nên tưởng tiểu thư sau khi ăn xong, mới có thể cảm thấy lòng ham muốn mở rộng ra, muốn ăn thịnh vượng. Thì ra là thế, Lô Văn khoe khoang nói, Na Y Vân bệnh coi như là chị. Giang Sách khoát tay áo, còn không có. Bệnh tới như núi sập, bệnh đi như chiều ti. Muốn hoàn toàn chữa cho tốt bệnh của nàng, ít nhất phải tới ta đây ăn một tháng cơm nước. Một tháng. Tương Y Vân Chu mỏ một cái, nàng cũng không chán ghét ăn Giang Sách cơm nước, chỉ là chán ghét cái này hoàn cảnh loạn tao tao, hơn nữa. Muốn nàng một cái thiên kim đại tiểu thư ăn một tháng trao, na truyền đi nhiều mất mặt a. Nàng hai tay chống nạnh, nói rằng, không được, một tháng kiên quyết không được. Như vậy, người tên là Giang Sách đúng vậy, ta mướn người đi nhà của ta nấu cơm cho ta, một tháng cho người lái 50 n. Vương Ân Bình hành vi động tác, suýt chút nữa không đem ở đây nhiều như vậy quần chúng cho ngoác mồm kinh ngạc, vừa mới đại gia còn cảm thấy Vương Ân Bình là một cái phi thường lợi hại không dậy nổi nhân vật, kết quả là, cư nhiên như thử hèn mọn bị ổi quỳ gối Tương Y Vân trước mặt. Thực sự là mất mặt xấu hổ. Tương Y Vân hỏi, Vương Ân Bình. Ta làm sao không biết ngươi là chúng ta khác thủ chi gia đại chủ quản a? Từ lúc nào thăng lên, ba ta biết không? Vương Ân Bình mồ hôi chán ào ào đi xuống, vừa mới hắn chính là thổi hạ nghiêu, ai biết tránh chủ nhân ở a? Đại tiểu thư, ta sai rồi, ta thực sự biết lỗi rồi, cũng xin ngài không nên tức giận. Ta nơi nào là cái gì đại chủ quản, ta chính là một cái giữ cửa. Ta nguyện ý cả đời cho khác thủ chi gia xem đại môn. Tương Y Vân lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy, ta với ngươi so với, ai hơn lý giải long mạch? Đây không phải là lời nói nhảm. Vương Ân Bình cuống quýt dập đầu, ta một cái xem cửa biết cái đếch gì. Long mạch, đó là ngài tưởng ra bí mật, ta làm sao biết? Coi như ngươi thức thời. Tương Y Vân tiếp tục nói, long mạch, chỉ có tưởng ra nhân tài biết, ngươi một cái xem đại môn dám ở chỗ này nói bậy, ăn nói bừa bãi, bại hoại chúng ta tưởng ra danh tiếng. Vương Ân Bình, ngươi có biết tội của ngươi không? Biết tội, tiểu nhân biết tội. Vương Ân Bình dập đầu như dã tỏi, Tương Y Vân nói cái gì hắn liền ứng với cái gì, không dám có bất kỳ ngỗ nghịch lời nói. Nếu biết tội, vậy đi trở về lĩnh tội a. Cái kia, đại tiểu thư, ta nên lĩnh tội gì a? Vô liêm sỉ, xem ra, ngươi chính là không biết tội a. Không phải không phải không phải, thuộc hạ biết tội, biết tội. Ta đây đi trở về lĩnh 30 roi, đại tiểu thư người xem có hài lòng không? Roi hình, là khác thủ chi ra từ cổ lưu truyền xuống hình phạt. Là tưởng ra gia quy. Thông thường tiểu tội 10 roi, tội lớn 20 roi, trọng tội 30 roi. Cái này 30 đánh xuống, người liền không thể di chuyển, sẽ không đem người đánh chết, nhưng 10 ngày nửa tháng ngươi cũng đừng nghĩ xuống giường. Vương Ân Bình chủ động đi lĩnh 30 roi. Cái này cũng là vì làm cho Tương Y Vân chút giận một chút, chỉ cần là có thể để cho Tương Y Vân hài lòng, na phía sau cái gì cũng dễ làm. 30 roi, hanh, thực sự là tiện nghi ngươi, cút đi. Ôi chao, tiểu nhân cái này cút. Na Vương Ân Bình hôi đầu thổ kiểm về tới trên xe, sau đó mệnh lệnh tài xế lập tức chạy về khác thủ chi ra, một giây cũng không dám dây dưa. Ngày hôm nay hắn vì kiếm cái này 10 vạn đô la tiền. Suýt chút nữa ngay cả mạng đều nhập vào. Sớm biết Tương Y Vân ở chỗ này ăn, thậm chí đối với thực tiệm thuốc tiến hành bao che. Na Vương Ân Bình cho hắn mượn 100 cái lá gan cũng không dám tới nháo sự a.
Đừng nói 100 ngàn, coi như là 1 triệu, hắn đều không dám tới. Khinh thường. Ở Vương Ân Bình sau khi rời khỏi, Tương Y Vân đối với mọi người nói rằng, đại gia xin tính táo một cái hãy nghe ta nói, vừa mới nhà của chúng ta xem cửa ăn nói bừa bãi, ta ở chỗ này cho đại gia bồi cái không phải. Thực tiệm thuốc cũng không có xây ở Long Mạch trên, điểm này cũng xin đại gia yên tâm, không muốn nhiều hơn nữa lo lắng. Nghe xong Tương Y Vân lời nói, mọi người mới rốt cục buông lỏng tinh thần tới. Thì ra Vương Ân Bình là nói bậy a, làm ta sợ muốn chết, thật vẫn cho rằng thực tiệm thuốc là ở hấp thu Long Mạch, lớn mạnh tự thân. Nếu như Long Mạch bị hủy, Na Yến Thành khả năng liền xong. Ai nói không phải, cũng may chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, Long Mạch không có việc gì là tốt rồi. Theo số đông người Na khẩn trương bất an dáng vẻ đến xem, đều đối với Long Mạch vô cùng lưu ý. Đó có thể thấy được đây cũng không phải là đơn giản phong kiến mê tín là có thể giải thích. Giang Sách hé mắt, xem ra, Yến Thành còn cất giấu rất nhiều chuyện thú vị a. Tương Y Vân đã đi tới, nhìn Giang Sách nói rằng, ta giúp ngươi giải vây. Ngươi phải làm sao cảm tạ ta? Cảm tạ. Giang Sách cười ha ha, là người của ngươi vụ oan nói xấu hãm hại ta, ngươi giúp ta giải vây là chuyện đương nhiên sự tình. Ta không đối với ngươi nhiều hơn truy cứu thế là tốt rồi rồi, ngươi còn muốn ta cảm tạ ngươi, thực sự là đầu tú đậu. Ngươi, nói mấy câu suýt chút nữa không đem Tương Y Vân cho tức bể phổi. Từ nhỏ Kiều Xanh quán dưỡng nàng, vẫn là lần đầu tiên gặp phải Giang Sách như thế rất không nói lý nam nhân. Nam nhân khác đều khách khách khí khí với nàng, coi như là lão thiên tôn, cũng sẽ cho nàng ba phần tính tôi, làm sao cái này Giang Sách giống như này chi điên cuồng. Thật sự là buồn cười. Tương Y Vân cáu giận nói, ngươi thực sự là một cái không nói đạo lý, tố chất thấp hèn vô liêm sỉ. Giang Sách nhún vai, phải, vậy ngươi về sau còn ăn vô liêm sỉ làm cơm sao? Cái này, Tương Y Vân hết chỗ nói rồi. Đánh rắn đánh dập đầu, Tương Y Vân uy hiếp bị Giang Sách gắt gao nắm, thực sự là không có biện pháp nào. Nàng lạnh rên một tiếng, xoay người sang chỗ khác, Lư thúc thúc, đi. Tương Y Vân sải bước ly khai, lại cũng không muốn thấy được Giang Sách. Lô Văn Diệu cười khổ một tiếng, hướng về phía Giang Sách giơ ngón tay cái lên, bội phục a bội phục. Trên đời này có thể hàng phục ở Tương Y Vân tính xấu này đại tiểu thư, Giang Sách là duy nhất một cái. Sau đó, Lô Văn Diệu cùng Tương Y Vân cũng ly khai thực tiệm thuốc. Tất cả mọi người đi không sai biệt lắm, Tiêu Thủ cũng muốn lẫn trong đám người trốn, nào ngờ. Còn chưa đi ra đi mấy bước, đã bị đôi ngư bắt lại cần cổ, cho Sách trở về. Chỗ chạy, Tiêu Thù còn muốn giãy giụa, kết quả đôi ngư đi tới hai cái lỗ tai to quát thử, đem hắn đánh dễ bảo. Quỳ xuống, đôi ngư trực tiếp đem Tiêu Thù cho ấn trên mặt đất. Giang Sách lạnh lùng nhìn quỳ dưới đất Tiêu Thù, hỏi ta với ngươi xa ngày không thù ngày gần đây không oán, hảo đoan đoan ngươi tại sao muốn hãm hại ta? Tiêu Thù lúng túng gãi đầu một cái, đem nguyên ủy sự tình nói ra. Thì ra trước hắn bị Tiếu Canh dùng tiền thu mua, đi đối phó Giang Sách, kết quả ngược lại bị Giang Sách thu thập một trận. Tất cả tiểu đệ bị bắt đi. Lần này, hắn cố ý gọi tới Vương Ân Bình, chính là muốn cáo mượn oai hùng. Mượn dùng Vương Ân Bình đi đối phó Giang Sách. Trên thực tế, nếu như không phải Tương Y Vân vừa vặn ở đây, Giang Sách ngày hôm nay thật vẫn không tốt xong việc. Người này, thích ăn đòn. Giang Sách quất ra một cây ngân châm, thừa dịp Vương Ân Bình chưa chuẩn bị đâm xuống phía dưới, trong nháy mắt, Vương Ân Bình cảm giác không thích hợp, lạc lạc không ngừng nở nụ cười. Hắn giống như là bị người vẫn củ lét, căn bản là cười không dừng được. Ha ha ha, ha 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 ha, Giang lão bản, ha ha, mời, ha ha ha, tha ta, ha ha, a, ha ha. Giang Sách đem một khối bài tử ném cho hắn, nói rằng, treo ta thực tiệm thuốc bài tử, đứng ở cửa mời chào khách nhân, ít hôm nữa rơi hoàng hôn, ta trở lại giúp ngươi hiểu. Không phải, ha ha, không muốn a, ha 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 ha. Ở Tiêu Thù vậy tuyệt trông trong tiếng cười, Giang Sách xoay người đi vào thực tiệm thuốc, lên lầu 3. Đôi ngư vỗ vỗ Tiêu Thù bả vai, nói rằng, ngươi a, trừng phạt đúng tội, yên lành cho chúng ta mời chào khách hàng. Nếu như chút chuyện nhỏ này cũng làm không được lời nói, vậy cả đời cười không ngừng a. Nói xong,
Đôi ngư cũng đi vào. Tiêu Thủ Phi thường thống khổ cười, treo bài tử, dựa theo Giang Sách theo như lời mời chào khách hàng. Như vậy một cái nổi tiếng xấu, ở Yến Thành mọi người tránh chi không kịp mối họa lớn, cuối cùng là có người thu thập. Đi tới lầu ba, đóng cửa lại, Giang Sách cùng Đôi ngư ngồi đối mặt nhau, mỗi người rót một chén trà. Thế nào, khác thủ chi ra cha như thế nào? Giang Sách hỏi. Cha rõ, lại nói tiếp, còn có một chút sắc thái thần kỳ. Đôi ngư hồi đáp. Thần kỳ. Giang Sách hứng thú lập tức đã bị hấp dẫn đứng lên, dò hỏi, nói nghe một chút. Kết quả là, Đôi ngư đem hắn vừa mới khiến người ta điều tra tin tức toàn bộ đều nói cho Giang Sách, quả thực rất thần kỳ. Nhưng có vài phần thật vài phần giả, liền thực sự rất khó nói rõ ràng. Thì ra, tại Yến Thành vẫn có một truyền thuyết, một cái về, long mạch, truyền thuyết. Truyền thuyết, tại Yến Thành trong lòng đất tồn tại long mạch, bảo hộ lấy toàn bộ Yến Thành hết thảy đều cùng long mạch cùng một nhịp thở. Yến Thành mặc dù có thể hàng năm mưa thuận gió hòa, phồn vinh cường thịnh, chính là đạt được liễu long mạch giáng phúc. Mỗi một năm, Yến Thành đều sẽ tổ chức tất cả lớn nhỏ hoạt động tới cảm tạ long mạch. Trong đó nhất trọng đại, chính là mỗi năm một lần, long mạch đấu pháp. Ở nơi này một ngày, sẽ có đến từ trời Nam biển Bắc các lộ cao thủ tiến hành đấu pháp, người thắng trận, sẽ phi thường vinh hạnh uống xong một ly chịu tải liễu long mạch tinh túy long chi thủy. Tại Yến Thành, phàm là có thể thành tựu một phen sự nghiệp, đều uống qua long chi thủy, bao quát lão thiên tôn. Còn như khác thủ chi gia, chính là một cái kéo dài trên trăm năm gia tộc cổ xưa, Yến Thành duy nhất có thể cảm ứng long mạch chỗ, cùng long mạch đối thoại, gia tộc. Truyền thuyết mỗi một mặc cho khác thủ chi gia gia chủ, cũng chính là chủ nhà họ Tưởng, cũng có cùng long mạch đối thoại năng lực. Còn có truyền thuyết, Tưởng gia nhân thân chảy xuôi lấy, kỳ thực chính là long máu. Tưởng gia người, sở dĩ tại Yến Thành sở hữu cao như thế danh vọng, nguyên nhân chính là ở đây. Tuy là bọn họ cũng không có rất mạnh thực lực, cũng không phải là giàu có nhất gia tộc mạnh mẽ nhất. Thế nhưng toàn bộ Yến Thành từ trên xuống dưới, không có bất kỳ một thế lực dám đối với Tưởng gia động thủ. Di chuyển Tưởng gia, chính là di chuyển long mạch, chính là cùng toàn bộ Yến Thành làm khó dễ. Yến Thành nhân, từ nhỏ đã tiếp thu như vậy giáo dục, đối với long mạch tin tưởng không nghi ngờ, đây cũng chính là vì sao Vương Ân Bính nói ba sạo là có thể kích động quần chúng nguyên nhân. Nghe xong đây hết thảy sau đó, Giang Sách gật đầu, nói rằng, quả thực rất có thần kỳ màu sắc, thế nhưng, đại bộ phận nội dung khẳng định không là thật. Long mạch không phải long mạch ta không rõ ràng lắm, có một chút ta rất biết, Tưởng gia nhân không thể nào là long hậu nhân. Chí ít, Tương Y Vân chính là một phổ thông người. Đôi ngư đồng ý nói, ta cũng là ý tưởng không sai biệt lắm, long mạch truyền thuyết phi thường mơ hồ, độ tin cậy cực thấp. Nhưng lập tức liền như thế, Yến Thành nhân vẫn là vô cùng tin tưởng, ta cảm thấy được trong đó nhất định có chuyện. Còn có một chút ta cần nói miễn bàn đi ra, thống suất, lão thiên tôn chính là đang uống liễu long chi thủy sau đó. Đột nhiên lên như diều gặp gió. Phải, Giang Sách vi vi híp dưới con mắt, phân tích nói, chúng ta đều biết, vẽ thượng tập đoàn mặc dù có thể thành công, kỳ thực hạch tâm ở chỗ phệ tâm tán. Bất kể là thân hào, thân liệt, vẫn là lão thiên tôn. Bọn họ sở áp dụng thủ đoạn đều là nhất trí, chỉ bất quá thân hào, thân liệt càng thêm đơn giản thô bạo, lão thiên tôn sinh ra rất nhiều mưu lược. Hạch tâm, đều là phệ tâm tán. Lão thiên tôn vẽ thượng tập đoàn, cũng là đi qua phệ tâm tán tới khống chế này thương nghiệp đại lão, nhao nhao đầu nhập vào đến lão thiên tôn dưới trướng, sau đó không ngừng bành trướng thế lực. Lừa gạt, âm mưu dương mưu. Mới có thành tựu của ngày hôm nay. Căn cứ đôi cá thuyết pháp, lão thiên tôn là ở uống liễu long chi thủy sau, chỉ có đột nhiên bắt đầu phát lực, vậy có phải hay không nói rõ? Giang Sách hai mắt sáng ngời, nói rằng, hiện tại có lưỡng chủng khả năng. Loại thứ nhất, long chi thủy chỉ là một bài biện, lão thiên tôn quật khởi cùng bên ngoài không có chút quan hệ nào, chỉ bất quá trùng hợp đang uống liễu long chi thủy sau, đột nhiên phát lực rồi. Loại thứ hai, lão thiên tôn là ở uống liễu long chi thủy sau, nghiên cứu ra tới phệ tâm tán. Không biết vì sao, đôi ngư cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều trương khai, toàn thân rét run. Nếu như là khả năng thứ nhất, vậy căn bản không sao cả, nhưng nếu như là loại thứ hai đâu? Vậy đã nói rõ,
Long chi thủy cùng phệ tâm tán trong lúc đó, nhất định tồn tại một loại đặc thù nào đó quan hệ, mà phệ tâm tán lại cùng người sống đời sống thực vật có sâu đậm quan hệ. Đôi ngư cười khổ nhu liễu nhu đầu, long chi thủy, phệ tâm tán, người sống đời sống thực vật, không được, dầu óc của ta CPU đã đầy phụ tải. Khó có thể suy tư, thống suất, ngươi trực tiếp nói cho ta biết, khắc thủ chi ra đến cùng cùng phệ tâm tán có quan hệ hay không a? Giang Sách buông tay nói rằng, ta cũng không biết a. Bất quá, khắc thủ chi ra có thể sừng sững trên trăm năm mà không ngược lại, nhất định là có nguyên nhân. Không có khả năng chỉ là bởi vì một cái long mạch truyền thuyết. Đúng vậy, đều niên đại gì, trên cơ bản không ai tin tưởng loại này thần thần thao thao đồ đạc. Nhưng khắc thủ chi ra ngay cả có bản lĩnh làm cho cả Yến Thành người đều tin tưởng long mạch tồn tại, trong này nhất định có nguyên nhân. Giang Sách bưng lên chén trà trên bàn uống một ngụm, lắc đầu nói rằng, long mạch. Còn có thể cùng long mạch đối thoại, thiệt hay giả, chân chân giả giả, trong khoảng thời gian ngắn Giang Sách cũng không biết rõ. Yến Thành, so với Giang Sách ngẫm lại còn muốn nhiều phức tạp. Giang Sách lại hỏi, được rồi, người đã nói, Yến Thành có cái gì mỗi năm một lần, long mạch đấu pháp, rốt cuộc đấu cái thứ gì? Làm sao một cái đấu pháp? Đôi ngư lúng túng gãi đầu một cái, hồi đáp, điểm này ta còn thực sự không có điều tra rõ bạch, đoán chừng, là theo múa sư tử không sai biệt lắm. Giang Sách nói rằng, đi thăm dò hiểu chưa? Đôi ngư hỏi, làm sao, thống suất ngài đã cùng cái này long mạch đấu pháp cảm thấy hứng thú? Giang Sách rất khẳng định gật đầu, cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu như uống liễu long chi thủy là có thể tại Yến Thành thành tựu sự thống trị, ta đây cũng đi cả một ly tới uống một chút không tốt sao? Đôi ngư giơ ngón tay cái lên, nói cũng phải, thứ đồ tốt này, là nên cả một ly tới nếm thử. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Nói là muốn cả một ly tới nếm thử, thật ra thì vẫn là muốn biết rõ ràng long chi thủy rốt cuộc cái gì. Nếu như long chi thủy thực sự cùng phệ tâm tán có quan hệ đặc thù, vậy thì càng có cần phải tra rõ long chi thủy khởi nguồn. Bất quá đáng vui là, Giang Sách dưới cơ duyên xảo hợp, quá Giang Tương Y Vân con đường này, đây là một cái có thể lợi dụng điểm, khá quan trọng. Chuyến này Yến Thành hành trình, còn có ý tứ. Cũng trong lúc đó, đang vẽ thượng tập đoàn tổng bộ bên trong phòng làm việc. Lão Thiên Tôn cùng Tiếu Canh cũng ngồi chung lấy. Hai lão già trên mặt của đều hiện đầy khuôn mặt u sầu, nhìn qua vô cùng thương cảm, dù sao hai người bọn họ đều mất đi con trai. Nơi nào còn có thể cao hứng. Bọn họ đã đem Tiếu Nguyên Kim chôn chôn. Kế tiếp, chính là muốn bắt tay vào làm xử lý Giang Sách rồi. Phải đối phó tên địch nhân này, phải cẩn thận một điểm, muôn ngàn lần không thể cấp trên, một ngày có bất kỳ sai lầm cũng sẽ bị phản đánh một bộ. Tương đối đáng sợ. Đang ở hai lão già suy nghĩ nên như thế nào đối với phó Giang Sách thời điểm, môn đẩy ra, lão Thiên Tôn nữ nhi thân Cung Huân đi đến. Nàng tằng hắng một cái, cố ý hấp dẫn hai lão già chú ý của, sau đó nói, ba, Tiếu Thúc, nói với các ngươi chuyện này. Tiêu Thù tiểu tử kia chạy đi đối với phó Giang Sách rồi, kết quả bị Giang Sách ác độc mà trừng trị một trận, hiện tại đang ở nhân ra cửa tiệm cười xòa. Lão Thiên Tôn lạnh lùng nói rằng, Tiêu Thù chính là một trộm gian dùng mánh lưới rác rưởi, dùng hắn đi đối phó người bình thường tạm được, đối với phó Giang Sách. Đừng hy vọng, loại sự tình này cũng không cần theo ta hồi báo, rất buồn chán. Thân Cung Huân nhún vai, tiếp tục nói, đương nhiên, nếu như chỉ là Tiêu Thù chút chuyện nhỏ này, ta cũng không trở thành cùng ba ba ngài hội báo. Ta chủ yếu muốn nói là, Tiêu Thù thất bại, đưa tới một người. Người nào? Khác thủ chi ra Thiên Kim đại tiểu thư Tương Y Vân. Ân, lão Thiên Tôn nhíu nhíu mày, nhà đầu kia sang kiều man rất, làm sao có thể chạy đi Giang Sách bên trong cửa hàng. Thân Cung Huân nói rằng, Tương Y Vân bởi vì lúc trước giảm béo quá độ, dính vào rất nghiêm trọng bệnh kén ăn trứng, điểm này là mọi người đều biết sự tình. Sau đó Lô Văn Diệu liền mang theo nàng đi Giang Sách bên trong cửa hàng, muốn làm cho Giang Sách chữa cho tốt nàng. Lão Thiên Tôn lập tức có vẻ khẩn trương, hỏi kết quả như thế nào. Thân Cung Huân thở dài, Giang Sách thành công, hắn làm cơm nước, Tương Y Vân ăn cao hứng vô cùng, đồng thời tương lai một tháng đều sẽ đi Giang Sách bên trong cửa hàng ăn. Nghe xong lời này, Lão Thiên Tôn một cái tát nằm ở trên bàn. Vừa vội vừa tức, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó.
Tương Y Vân muốn ở thực tiệm thuốc ăn, na thực tiệm thuốc liền không động được. Thân Cung Huân khẽ nhíu mày, hỏi, ba, kỳ thực ta vẫn không hiểu, vì sao chúng ta sẽ đối khắc thủ chi gia như vậy khiêm nhượng. Toàn bộ Yến Thành đều tại ta nhóm trong khống chế, một cái nho nhỏ khắc thủ chi gia, một không ai, hai không có thế, ba không có tiền. Chúng ta cần sợ bọn họ sao? Chẳng lẽ, cũng bởi vì một cái long mạch, tiểu hài tử đều biết đó là giả. Một bên Tiếu Canh nói rằng, nhưng Yến Thành Nhân cho rằng long mạch là thật, tin tưởng không nghi ngờ. Thân Cung Huân nở nụ cười, thực sự, na lấy ra cho chúng ta nhìn a, đều nói long mạch chôn dưới đất, toàn bộ Yến Thành mà. Chúng ta vẽ thượng tập đoàn cũng đều là đào qua, có một giám long mạch. Câm miệng, Lão Thiên Tôn hét lớn một tiếng, sợ đến Thân Cung Huân ngay lập tức sẽ không dám nói tiếp nữa. Bên trong phòng rơi vào yên tĩnh giống như chết. Hồi lâu, Lão Thiên Tôn mới mở miệng nói rằng, người đi ra ngoài đi, nhớ kỹ. Thông chi một chút mặt người, kiên quyết không cho phép đối với thực tiệm thuốc động thủ. Thân Cung Huân mặc dù không đầy, nhưng là không dám phản kháng, bĩu môi đi ra ngoài. Sau đó, Tiếu Canh nhìn về phía Lão Thiên Tôn, hỏi, kỳ thực từng ấy năm tới nay, ta cũng muốn hỏi ngươi, đến tột cùng đang sợ cái gì? Vì sao không dám đối với khắc thủ chi gia động thủ? Lão Thiên Tôn nhắm hai mắt lại, không trả lời. Tiếu Canh thở dài, đáp án của vấn đề này, ngay cả ta cũng không thể biết không. Lão Thiên Tôn rồi mới lên tiếng, ông bạn già, tin tưởng ta, biết đáp án này đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Đối với khắc thủ chi gia, chúng ta phải làm, chính là nước giếng không phạm nước sông. Tiếu Canh rất ít chứng kiến Lão Thiên Tôn như thế, kinh sợ. Khắc thủ chi ra đến tột cùng có cái gì đáng sợ bí mật, làm cho Lão Thiên Tôn cũng không dám động thủ. Thực sự là một cái khiến người ta không đoán ra gia tộc A. Bất quá đó không phải là trọng điểm. Bây giờ trọng điểm là, Giang Sách quá giang khắc thủ chi ra con đường này, thực tiệm thuốc là kiên quyết không thể động. Về sau sẽ đối phó Giang Sách, khó hơn. Lão Thiên Tôn thở dài, nói rằng, ngoại trừ đối phó Giang Sách ở ngoài. Còn có một việc cũng phải cẩn thận đề phòng, tiếp qua hai ngày chính là một vòng mới, long mạch đấu pháp thời gian. Lúc này đây, ta chuẩn bị để cho ta nữ nhi Thân Cung Huân uống xong long chi thủy. Ta lớn tuổi, sớm muộn cũng sẽ có nhịn không được một ngày, là nên giấu. Nếu như Cung Huân có thể kế thừa y bát của ta, ta đây coi như không nghĩ qua là bị Giang Sách cho giết. Cũng không còn cái gì tiếc nuối. Tiếu Canh nói rằng, Lão Thiên Tôn ngươi không khỏi cũng quá trưởng người khác chí khí. Nho nhỏ một cái Giang Sách, ta cũng không tin hắn có thể làm ra cái gì đại danh đường. Lão Thiên Tôn nhìn ngoài cửa sổ, nói rằng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nhiều năm như vậy kinh nghiệm nói cho ta biết, vĩnh viễn không nên xem thường bất kỳ kẻ địch nào. Chính là bởi vì phần này cẩn thận kính thận, Lão Thiên Tôn chỉ có giờ này ngày này địa vị. Một bên khác, thực tiệm thuốc. Lầu 3. Giang Sách đang kiên nhẫn chờ hồi lâu sau, rốt cuộc đã tới đôi cá tin tức, có quan hệ long mạch đấu pháp sự tình, đã toàn bộ đều tra rõ. Đôi ngư nói rằng, thống suất, cái này long mạch đấu pháp kỳ thực chỉ là một dễ nghe lý do thoái thác, trên thực tế cũng không phải là đấu pháp, mà là hiến tế. Hiến tế? Giang Sách hỏi, cụ thể nói một chút. Đôi ngư giải thích, ở tuân thủ nghiêm ngặt nhà có một tế đàn. Chia làm kim mộc thủy hỏa thổ năm giàn tế, cái gọi là đấu pháp, chính là người dự thi phân biệt ở mỗi cái bên trên tế đàn thả một cái tế phẩm. Các loại tất cả người dự thi đều thả xong sau, cuối cùng long mạch biết nói cho tưởng gia nhân, người mới là người thắng trận. Người thắng trận, có thể có được long mạch sở ban tặng, long chi thủy sau khi uống xong. Có thể có được long mạch quan tâm, trở thành người trên người. Dừng một chút. Đôi ngư bổ sung nói rằng, nói một câu, cũng không phải là mỗi một giới long mạch đấu pháp đều nhất định sẽ có người thắng trận. Cho tới bây giờ, tổng cộng cử hành 52 giới đấu pháp, nhưng tổng cộng cũng chỉ có 6 danh người thắng trận. Tuyệt đại đa số thời điểm, đều là thả thiếu không ẩu. Muốn thu được long mạch tán thành, độ khó tương đối lớn. Bất quá nói đi nói lại, cái này 6 danh người thắng trận, từng cái đang uống hết long chi thủy sau. Đều tại Yến Thành thành tựu một phen sự thống trị, trở thành người trên người. Trong đó người gần nhất, chính là Lão Thiên Tôn. Giang Sách mỉm cười, nói rằng, thảo nào Yến Thành nhân đối với long mạch tồn tại rất tin như thế không nghi ngờ,
xem ra là có cùng có điểm. Không nói khác, chỉ cần là uống long chi thủy, liền nhất định có thể thành tựu sự thống trị, đây thật là rất chuyện thần kỳ. Hắn hỏi tới, vậy trừ lão thiên tôn ở ngoài, cái khác năm danh người thắng trận là ai, đều biết sao? Đôi ngư gật đầu, đều có danh sách, bất quá trong đó 4 cái đã chết, chỉ còn lại có 1 cái còn sống, nhưng là đã 82 tuổi, hình dung tiểu tụy, ngàn cân treo sợi tóc. Là ai? Kiều Khắc Ninh, nguyên Yến Thành bá chủ Kiều thị xí nghiệp chủ tịch, sau bị lão thiên tôn vẽ thượng tập đoàn cho thay thế được, sự nghiệp ngày càng lụn bại, gia tộc người nghèo rất mùng tơi. Xưa nay chỉ có tân nhân cười, có ai chứng kiến người cũ khóc. Lão thiên tôn bắt đi, đó là lấy hy sinh Kiều Khắc Ninh làm giá. Giang Sách lại hỏi, biết mỗi một lần người thắng trận đấu pháp cúng tế ngũ món khác đều là cái gì không? Đôi ngư lắc đầu, không tra được, đây là nghiêm ngặt bảo mật. Ngoại trừ người thắng trận bản thân ở ngoài, không người biết. Chiếu nói như vậy, Giang Sách nếu như cũng nghĩ đến thu được một phần long chi thủy, vậy tốt nhất đích phương pháp xử lý, chính là tìm được Kiều Khắc Ninh. Biết năm đó Kiều Khắc Ninh thắng lợi, là đưa tới cái nào ngũ dạng tế phẩm. Cha ra Kiều Khắc Ninh chỗ ở y viện, ta muốn đi gặp một cái lão nhân này. Đôi ngư vừa cười vừa nói, thống suất, ngài là muốn từ Kiều lão gia tử trong miệng biết năm đó hắn thủ thắng là đưa cái nào ngũ dạng tế phẩm A. Giang Sách khẳng định gật đầu. Đôi ngư cười khổ một tiếng, nói rằng, vô dụng, hắn sẽ không nói. Có ý tưởng giống vậy không ngừng thống suất ngài một người, mấy chục năm qua, có ý tưởng giống vậy không có 100 cũng có 80. Toàn bộ đều là quan to hiển quý, đại gia dùng hết các loại biện pháp, uy bức lợi dụ, nhưng Kiều Khắc Ninh chính là nửa chữ cũng không thổ lộ. Giang Sách nói rằng, miệng như thế nghiêm, không quan hệ, thổ không nói lộ, đi xem mới biết được kết quả. Vì vậy, đôi ngư cha ra Kiều Khắc Ninh ở y viện, cùng Giang Sách cùng nhau chạy tới y viện, tiến nhập phòng bệnh, gặp được nằm ở trên giường bệnh thoi thóp Kiều Khắc Ninh. Đây là một cái đầu tóc bạc trắng. Hình dung tiểu tụy, gầy chỉ còn da bọc xương tao lão đầu tử. 82 tuổi tuổi, toàn thân là bệnh, tùy thời đều có đi mất phiêu lưu. Có ai có thể nghĩ đến, đã từng xuất trá phong vân Yến Thành đại lão, lúc tuổi già dĩ nhiên sẽ là thê lương như vậy. Giang Sách tay nâng một bó hoa tươi đi vào phòng bệnh, đứng ở bên cạnh giường bệnh, đem hoa tươi đặt ở mép giường trong bình hoa. Trên bàn có không ít hoa tươi, hoa quả. Điều này nói rõ cho tới nay đều có người đến thăm Kiều Khắc Ninh. Bất kể là xuất phát từ thật tình hay là giả dối, vẫn có cái gì đặc thù mục đích, nói chung từng ấy năm tới nay, Kiều Khắc Ninh tuy là lạc phách, nhưng căn bản không cần lo lắng tiền chữa bệnh dùng. Bởi vì, tại hắn trên người còn rất nhiều bí mật, rất nhiều người cũng còn không muốn hắn chết. Giang Sách rời cái băng ngồi xuống, nhìn bệnh nguy kịch Kiều Khắc Ninh. Nói rằng, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Giang Sách, đến từ Giang Nam Khu. Ngày hôm nay đặc biệt tới bái phỏng Kiều lão gia tử, chính là muốn từ ngài trong miệng biết một việc long mạch đấu pháp cần cái nào ngũ dạng tế phẩm mới có thể thu được thắng. Đôi ngư lại càng hoảng sợ, lòng nói, trực tiếp như vậy sao? Một điểm chăn đệm cũng không có, cũng không khách sáo, đi lên liền hỏi tế phẩm là cái gì, kẻ ngu si mới có thể trả lời. Quả nhiên, Na Kiều Khắc Ninh giống như là không nghe được giống nhau, hai mắt đờ đẫn nhìn trần nhà, ngay cả con mắt cũng không có chát một cái. Giang Sách biết sẽ có tình huống như vậy. Vì vậy hắn tiếp tục nói, không nói dối ngài, ta theo ngài giống nhau. Cùng vẽ thượng tập đoàn Lão Thiên Tôn có không đội trời chung thù. Lần này đi tới Yến Thành, chính là muốn đem vẽ thượng tập đoàn cho tiêu diệt. Cho nên, ta cần giống như ngài năm đó giống nhau, thu hoạch long chi thủy. Do đó thay thế được Lão Thiên Tôn, tại Yến Thành thành tựu một phen sự thống trị. Tựa như năm đó Lão Thiên Tôn uống xong long chi thủy, thay thế được ngài, trở thành Yến Thành tân nhất nhậm bá chủ. Giọng điệu như vậy, có thể nói là tương đương càn rỡ, tại Yến Thành cũng không có mấy người dám nói. Na Kiều Khắc Ninh sau khi nghe xong, biểu tình không có bất kỳ biến hóa, bất quá, lại mở miệng đáp lại Giang Sách. Hắn nói rằng, Yến Thành vũng nước này, lại sâu rồi. Một đời người mới thay người cũ, Lão Thiên Tôn biết thay thế được ta, tự nhiên cũng sẽ có người thay thế được Lão Thiên Tôn. Lão Thiên Tôn lúc tuổi già, không thể so với ta may mắn bao nhiêu. Thanh niên nhân,
người kỳ thực căn bản cũng không cần báo thù, chỉ cần kiên trì chờ, 10 năm 20 năm sau. Vẽ thượng tập đoàn cũng tốt, lão thiên tôn cũng được, chung quy biết hóa thành bụi bặm. Tại Yến Thành, căn bản cũng sẽ không sở hữu người thắng. Công danh lợi lộc cũng chỉ là nhất thời. Vĩnh hằng, chỉ có Long Mạch. Đây là trong lời nói có chuyện, cảm giác, Long Mạch phải xa xa giỏi hơn vẽ thượng tập đoàn trên. Hơn nữa sớm muộn có một ngày, sẽ có tân nhân thay thế được lão thiên tôn. Giang Sách nhìn trên giường bệnh Kiều Khắc Ninh, cảm giác Yến Thành thật là càng ngày càng có ý tứ. Đối mặt như vậy một cái sắp chết lão nhân, kỳ thực có thể làm cho hắn mở miệng phương thức thực sự rất ít. Uy bức lợi dụ, có thể sử dụng chiêu số, người khác nhất định toàn bộ đều dùng qua, căn bản không khả năng luân gian đến Giang Sách tới dùng, chuyến này, sợ là muốn đi không. Giang Sách nhìn Kiều Khắc Ninh, đột nhiên cảm giác một tia dị dạng. Giang Sách y thuật cũng không phải là người bình thường có thể so sánh, hắn đang nhìn Kiều Khắc Ninh thời điểm, ngoại trừ phát hiện Kiều Khắc Ninh trên người sở hoạn thường gặp bệnh trạng ở ngoài. Còn chứng kiến người bình thường căn bản là không thấy được đồ đạc. Đó là hắc sắc phần. Kỳ thực giống như vậy trên người ông già, có hắc sắc phần là rất bình thường sự tình, đặc biệt Kiều Khắc Ninh, không biết có bao nhiêu chủng bệnh nan y. Trên người gặp phải bất kỳ vật gì cũng không kỳ quái. Nhưng Giang Sách chỗ đã thấy hắc sắc phần, cũng không phải là vậy hắc sắc phần, đó là tương tự với dùng phệ tâm giải tán lúc sau xuất hiện bệnh trạng. Vẫn còn ở Giang Nam khu thời điểm, Giang Sách đang ở nhiều người trên người thấy qua tương tự văn. Chẳng lẽ nói, Kiều Khắc Ninh cũng trúng phệ tâm tán, bị Lão Thiên Tôn khống chế được. Giang Sách trực tiếp hỏi, Lão gia tử, ngài là không phải đã từng dùng qua phệ tâm tán a? Vừa nghe đến, phệ tâm tán, ba chữ, Kiều Khắc Ninh trên mặt thần tình rõ ràng thay đổi, hắn vô cùng khinh thường nói, phệ tâm tán. Chính là Lão Thiên Tôn khống chế toàn bộ Yến Thành pháp bảo. Ha ha, loại đồ chơi đó, nhất định chính là rác rưởi. Muốn dùng cái này tới khống chế ta, còn chưa đủ tư cách. Giang Sách nhíu nhíu mày. Không phải phệ tâm tán, nhưng từ Kiều Khắc Ninh trên người hắc sắc phần đến xem. Quả thực hoặc như là chúng phệ tâm tản dáng vẻ, cái này thực sự cũng rất kỳ quái. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là. Giống như Kiều Khắc Ninh loại này đã không có giới trị lợi dụng nhân, nếu quả như thật chúng phệ tâm tán, Lão Thiên Tôn căn bản không khả năng mỗi tháng đưa cho hắn tiễn giải dược. Không có giải dược, Kiều Khắc Ninh sống không quá một tháng sẽ chết, làm sao có thể sống đến 82 tuổi. Có thể, nếu như không phải trong phệ tâm tán. Như vậy hắc sắc phần lại là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Kiều Khắc Ninh chậm rãi quay đầu nhìn về phía Giang Sách, mở miệng nói, thanh niên nhân. Đi thôi, không muốn mưu toan có thể chinh phục Yến Thành khối thổ địa này. Nơi đây không giống địa phương khác, nơi đây, nước sâu rồi. Người sắp chết kỳ ngôn cũng hữu nghị. Có thể, đây là Kiều Khắc Ninh thống khổ trọn đời sau cùng cảm nghĩ. Đang nói xong những lời này sau. Kiều Khắc Ninh vĩnh viễn nhắm hai mắt lại cũng không có hô hấp. Giang Sách hít thở sâu một hơi, nói rằng, đôi ngư, đi kêu một cái bác sĩ, Kiều lão gia tử đã qua đời. Đôi ngư yên lặng đứng dậy đi ra ngoài. Ở cuối cùng, Giang Sách đứng lên, hướng về phía lão gia tử thi thể bái một cái, sau đó đi ra phòng bệnh, chuyến này cũng không coi là đến không, vẫn là thu được một ít tình báo trọng yếu. Chí ít. Giang Sách biết trên cái thế giới này khả năng vẫn tồn tại một loại cùng phệ tâm tán rất gần dược vật. Từ bệnh viện trở về thực tiệm thuốc sau đó, Giang Sách đem tất cả manh mối đều viết ở tại trên giấy, từng lần một phân tích. Đôi ngư hỏi, thống suất, ngài đến cùng nghĩ như thế nào? Kiều Khắc Ninh lão gia tử là chúng phệ tâm tán sao? Giang Sách phi thường khẳng định lắc đầu, không phải, tuyệt đối không phải phệ tâm tán, nếu như là phệ tâm tán nói. Vậy hắn không có khả năng sống đến bây giờ. Đôi ngư nói rằng, nhưng hắn trên người cũng có hắc sắc phần, chẳng lẽ còn có cùng phệ tâm tán tương tự dược vật. Ai biết được, chí ít từ trước mắt kết quả xem, là như vậy. Đôi ngư gãi đầu một cái, nói rằng, ta đã hồ đồ, căn bản không biết rõ là thế nào chuyện gì xảy ra, mới tới thời điểm, cho rằng vẽ thượng tập đoàn mới là Yến Thành thế lực cường đại nhất. Sau khi đến mới phát hiện, Yến Thành còn có một ngay cả vẽ thượng tập đoàn cũng không dám đụng khác thủ chi gia. Mấu chốt nhất là, na khác thủ chi gia không có người nào,
cũng không có bất kỳ thế lực có thể dựa vào, chỉ dựa vào một cái, long mạch, truyền thuyết, là có thể sừng sững trăm năm mà không ngược lại. Thật là quỷ dị, ta thực sự không nghĩ ra, cái này Yến Thành rốt cuộc là tình huống gì. Kỳ thực, Yến Thành giống như là một vùng biển mênh mông đại hải, hiện nay lộ ra mặt biển, là vẽ thượng tập đoàn, là lão thiên tôn. Người người đều chỉ thấy được vẽ thượng tập đoàn lợi hại, cho rằng Yến Thành chính là lão thiên tôn định đoạt. Thật tình không biết, ở mảnh này đại dương mênh mông dưới, còn cất giấu biển sâu cự thú. Nói không chừng, vừa lên tiếng là có thể đem toàn bộ vẽ thượng tập đoàn nuốt mất rơi. Tựa như năm đó nuốt mất Kiều Khắc Ninh giống nhau. Tại Yến Thành, vĩnh viễn không có người thắng. Bỗng nhiên, Giang Sách cầm lấy màu đen bút, trên giấy viết xuống, long mạch, hai chữ, sau đó vẽ một vòng tròn. Đưa ra một cái phi thường vốn có sức tưởng tượng lớn mật thôi chắc. Đôi ngư, nếu như cái này, long mạch, cũng không phải là cái truyền thuyết, mà là chân thực tồn tại rồi. Đôi ngư ngây ngẩn cả người, thống suất, loại này quái lực loạn thần sự tình ngươi cũng tin tưởng a? Ta tình nguyện tin tưởng trên cái thế giới này có ngoại tinh nhân. Cũng không thể tin tưởng tồn tại cái gì long mạch, chí ít vũ trụ lớn như vậy, tồn tại người ngoài hành tinh có khả năng vẫn phải có. Thế nhưng long mạch, na thuần túy chính là biên đi ra dỗ tiểu hài tử. Dỗ tiểu hài. Nếu quả như thật là dỗ tiểu hài, tại sao phải có người nhiều như vậy nguyện ý tin tưởng đâu? Giang Sách nói rằng, nếu như nói, cái này long mạch cũng không phải là chúng ta trong tưởng tượng cái loại này điện ảnh và truyền hình kịch bên trong xuất hiện bộ xương, mà là. Hai mắt nhìn chằm chằm Giang Sách, mà là. Giang Sách hít thở sâu một hơi, mà là một tổ chức, một cái tồn tại ở, trong lòng đất, cũng không lộ diện, nhưng năng lượng tổ chức cường đại. Bên trong phòng bầu không khí lập tức liền ngưng động. Đôi ngư nắm thật chặt y phục, cảm giác toàn thân rét run. Hắn tằng hắng một cái, nói rằng, thống suất, ngươi là nói Yến Thành ngoại trừ vẽ thượng tập đoàn ở ngoài, còn có một cái cường thịnh hơn tổ chức. Đồng thời chưa từng có ra mặt. Khả năng sao? Ngẫm lại đều cảm thấy bất khả tư nghị. Giang Sách phân tích nói, giả thiết cái tổ chức này thật tồn tại, đồng thời lấy, long mạch, tự cho mình là, như vậy rất nhiều chuyện là có thể hiểu. Hay là long chi thủy, có thể, vẻn vẹn cũng chỉ là một chén nước thông thường. Uống xong long chi thủy bản thân không có bất kỳ tác dụng. Ý nghĩa tồn tại của nó, là chiếm được, long mạch, cái tổ chức này tán thành. Uống xong long chi thủy, đạt được long mạch tán thành, mới được chống đỡ, buông tay chân ra đi làm. Nếu không, người có bản lãnh đi nữa, cũng tuyệt đối không thể tại Yến Thành đặt chân. Nói đến đây, đôi ngư chợt tỉnh ngộ, nói rằng, đúng vậy, nói là a, trên trăm năm qua. Có thể tại Yến Thành chỗ đứng. Xưng bá nhất phương, toàn bộ đều là uống long chi thủy. Thế lực khác, mặc dù ở ngoại địa lẫn vào phong sinh thủy khởi, cũng không có bất kỳ một cái nào có thể tại Yến Thành chỗ đứng. Có thế chứ? Những người đó toàn bộ đều lầm phương hướng, lầm đối thủ. Tại Yến Thành, người muốn đối phó cũng không phải là nhìn bề ngoài đến đối thủ kia, muốn xưng bá Yến Thành, phải đạt được long mạch tán thành. Giang Sách tiếp tục nói, khác thủ chi ra. Đều nói bọn họ có thể cùng long mạch đối thoại, ha ha, trên thực tế chính là long mạch ống loa, phát ngôn viên. Long mạch là tồn tại ở, trong lòng đất, bên ngoài người phụ trách không có khả năng hiện thân tới cùng như là lão thiên tôn, Kiều Khắc Ninh các loại người giao lưu, liền cần một cái phát ngôn viên. Khác thủ chi ra, chính là cái này phát ngôn viên. Hết thảy long mạch mệnh lệnh, đều đi qua khác thủ chi ra tới nhắn nhủ. Đây chính là vì cái gì khác thủ chi ra không có người nào. Lại có thể sừng sững trăm năm không ngã nguyên nhân. Người di chuyển khác thủ chi ra, chính là di chuyển long mạch. Tại Yến Thành, người nào di chuyển long mạch, người đó liền chết. Ở trên đây hết thảy, toàn bộ đều là Giang Sách thôi chắc. Là căn cứ hiện nay lấy được tình báo tiến hành hợp lực thôi chắc, tuy là nghe bất khả tư nghị, nhưng còn giống như thật có chuyện như vậy. Đôi ngư nuốt nước miếng một cái, nói rằng, nếu quả như thật có một cái như vậy tổ chức tồn tại, vậy bọn họ ở đâu? Bọn họ dựa vào cái gì đưa vào hoạt động, lại là làm sao có thể khống chế toàn bộ Yến Thành mạch máu, ngay cả lão thiên tôn đều có thể nắm trong tay. Cái này, thì không bao giờ biết được. Giang Sách nói rằng, kỳ thực những thứ này cũng không trọng yếu, bởi vì ta mục đích không phải xưng bá Yến Thành, ta chỉ là muốn tra ra phệ tâm tản bí mật.
chế tạo ra chân chính giải dược. Cho nên, ta chỉ nếu không va chạm vào long mạch hạch tâm quyền lợi, cũng sẽ không theo chân bọn họ khai chiến. Đôi ngư nói rằng, có thể long mạch là chống đỡ lão thiên tôn, chúng ta cùng lão thiên tôn là địch, long mạch có thể hay không? Giang Sách nở nụ cười, long mạch còn từng trải qua chống đỡ Kiều Khắc Ninh rồi, kết quả đâu? Còn chưa phải là bị lão thiên tôn cho thay thế, lúc tuổi già cô Linh Linh một người nằm trên giường bệnh, vùng vẫy dẫy chết. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, cho nên, nếu như ta cũng có thể được long chi thủy, thu được long mạch tán thành. Như vậy, ta theo lão thiên tôn tranh đấu chính là hợp lý, long mạch căn bản sẽ không nhúng tay. Đôi ngư thở dài, nói rằng, muốn thu được long mạch tán thành, phải tống xuất 5 phần thích hợp tế phẩm. Đáng tiếc, biết thích hợp tế phẩm nhân tất cả đều chết hết, ngoại trừ lão thiên tôn, phải làm sao mới ổn đây? Giang Sách nở nụ cười, biết tế phẩm, tuyệt đối không chỉ lão thiên tôn một người. Phải. Đương nhiên, ngươi ngẫm lại xem. Lão thiên tôn lại là từ đâu biết được tế phẩm, 6 cái đạt được long chi thủy nhân, bọn họ đều là từ cái gì con đường lấy được manh mối. Những người này, khẳng định không thể nào là lẫn nhau báo cho biết, từ Kiều Khắc Ninh cuối cùng muốn chết đều không hề không đề cập tới nhìn ra được, một ngày đã biết bí mật này, là tuyệt đối sẽ không có người nói ra được. Nếu không nói, như vậy đã từng thu được long chi thủy 6 người, lại là làm thế nào biết làm như thế nào tống xuất chính xác tế phẩm. Đáp án chỉ có một. Khác thủ chi gia. Khác thủ chi gia, cũng chính là tưởng gia, bọn họ làm long mạch phát ngôn viên, cùng long mạch tiếp xúc tối đa. Nếu như nói có ai biết làm như thế nào tuyển trạch ngũ dạng tế phẩm, vậy còn có so với khác thủ chi gia thích hợp hơn sao? Giang Sách dùng ngón tay gõ bàn một cái nói rằng, xem ra, có cần phải đi xem đi khác thủ chi gia, gặp một lần tưởng gia gia chủ, thăm dò chiều hướng một chút. Đôi ngư nhíu mày lại, khác thủ chi gia cũng không tốt đi vào, chủ nhà họ tưởng quanh năm xin miễn gặp khách, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Giang Sách nở nụ cười, gia chủ không tốt thấy, đại tiểu thư còn không tốt thấy sao? Đôi ngư lúc này mới nhớ tới. Nhưng cũng là, tưởng ra đại tiểu thư tương theo như vân bệnh kén ăn chứng nghiêm trọng, còn phải mỗi ngày tới thực tiệm thuốc ăn, tìm một người thích hợp mượn cớ, theo tương theo như vân đi tranh nhà nàng, vậy không liền xong chuyện. Thông suốt, so sánh với ngươi đã có chủ ý. Ân. Giang Sách gật đầu, đưa lỗ tai qua đây. Đôi ngư đem lỗ tai xít tới, Giang Sách đem kế hoạch kế tiếp, cặn kẽ nói cho hắn. Ngày kế buổi trưa, Tường Y Vân dựa theo thời gian ước định tới, nàng chỉ có thể nuốt trôi Giang Sách làm cơm nước, người khác làm toàn bộ đều ăn không hết, cho nên rất bất đắc dĩ, vô luận nàng biết bao không nghĩ đến, cuối cùng vẫn là có được. Vừa xuống xe, nàng đang ở vài cái hộ vệ dưới sự che chở đi vào thực tiệm thuốc. Chu vi tụ tập đại lượng quần chúng vây xem, bọn họ sáng sớm cũng biết khác thủ chi gia thiên kim đại tiểu thư sẽ đến, bình thường khó có được thấy một mặt, hiện tại cuối cùng là tìm được cơ hội xem thật kỹ một chút. Tương Y Vân cau mày, nàng phi thường chán ghét loại này bị người trở thành là giống như con khỉ nhìn chàng diện. Cái này sẽ để cho nàng phi thường khó chịu. Cũng may khác thủ chi gia danh tiếng phi thường vang. Quần chúng vây xem cũng chỉ là nhìn, cũng không dám làm ra thất thường gì động tác, ngay cả chụp hình cũng không có. Xuyên qua đám người chen lấn, Tương Y Vân ngồi ở của nàng dành riêng chỗ ngồi, hít thở sâu một hơi, vỗ bàn không nhịn được nói, mang thức ăn lên. Điếm tiểu nhị đã đi tới, cười rạng rỡ nói, xin lỗi, Tưởng tiểu thư, nhà của chúng ta lão bản tạm thời có việc đi ra, ước đoán còn một hồi nhi mới có thể trở về, xin ngài chờ một chút. Cái gì, để cho ta chờ hắn? Tương Y Vân suýt chút nữa không tức giận chết, toàn bộ Yến Thành, cho tới bây giờ đều là người khác đợi nàng, nào có bọn nàng, nàng chờ đạo lý của người khác. Coi như là không ai bị nổi lão thiên tôn, mỗi lần đều sẽ trước giờ đợi Tương Y Vân, chuẩn bị xong các loại tiếp đãi cơm nước, không có một lần lạnh nhạt. Cái này Giang Sách thật đúng là có thể, cư nhiên làm cho Tương Y Vân các loại. Ha ha! Dựa theo Tương Y Vân tính khí, hẳn là ngay lập tức sẽ đứng lên ly khai, sau đó trở về cùng cha cáo trạng, tìm người hung hăng sửa chữa Giang Sách một trận. Nàng quả thực cũng đứng lên, quay đầu đã muốn đi. Bất quá đang ở nàng vừa đi đến cửa miệng thời điểm, nghiêm khắc giẫm một cước mặt đất, quay đầu lại đi trở về, lần nữa ngồi xuống.
không thể đi à. Phải biết rằng, ngoại trừ Giang Sách làm cơm nước ở ngoài, nàng cái gì đều ăn không dưới. Đêm qua nàng về đến nhà, ăn này đại trù làm cơm nước sau đó, lại chán ghét ói ra cả đêm. Cùng Giang Sách làm cơm nước so với, thật là một cái thiên một cái địa. Nữ nhân đều là kẻ tham ăn, nếu như có thể chăm sóc một người nữ nhân dạ dày, vậy chăm sóc rồi người nữ nhân này toàn bộ, hiển nhiên, Giang Sách làm xong rồi. Tương Y Vân ở bệnh kén ăn trứng triệt để khôi phục trước, đều là không thể rời bỏ Giang Sách. Cho nên rất bất đắc dĩ, nàng không thể không ngồi ở đó, lặng lặng đợi. Nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tương Y Vân phiền cũng, hết lần này tới lần khác càng làm cho nàng sốt ruột sự tình xảy ra. Đang ở Tương Y Vân chờ đợi thời điểm, liền thấy sát vách bàn khách hàng uống nhiều rượu quá, oa, ói đầy đất. Thiếu chút nữa sẽ văng đến Tương Y Vân trên vách. Sợ đến nàng tại chỗ liền nhảy dựng lên. A, à, Tương Y Vân hú lên quái dị, từ trên ghế nhảy dựng lên, trong lúc vô tình liếc nhìn Na Nôn, chán ghét mình cũng muốn ói ra. Đây đều là người nào a? Ác tâm, ác tâm. Cho ta bắt hắn cho khiêng đi, nhanh lên một chút, ta muốn không chịu nổi. Bảo Tiêu nhanh lên đi đem cái kia nôn mửa người cho đỡ, nhấc lên ném ra ngoài, sau đó cầm cây lau nhà lên, cái chổi. Đem tất cả nôn đều quét dọn sạch sẽ. Đang khi bọn họ quét dọn thời điểm, chỉ thấy một cái như là xà một dạng đồ đạc từ phòng bếp bơi ra. Tương Y Vân một cái tiểu nữ sinh, nơi nào thấy qua trường hợp như vậy. Lại một lần nữa sợ đến hét dầm lên. Xà, xà, yên lành một cô nương, dám bị sợ vỡ mật, nước mắt đều phải đi ra. Hậu trù đại sư phụ chạy ra, cười ha hả nói, không phải xà, là lươn mà thôi. Tưởng tiểu thư không cần sợ hãi. Tương Y Vân tập trung nhìn vào, mới phát hiện thật là lươn, không khỏi thở dài một hơi. Nhưng ngay khi nàng mới vừa thở dài một hơi thời điểm, thực tiệm thuốc bên trong có hai cái khách hàng bởi vì cãi nhau đánh nhau, lật bàn, sao băng ghế, nói một cái so với một cái khó nghe. Toàn bộ hoàn cảnh có thể nói là hết sức tệ hại. Tương Y Vân cũng nữa không tiếp tục chờ được nữa rồi. Mặc dù nàng như thế nào đi nữa muốn ăn Giang Sách làm đồ ăn, nhưng hoàn cảnh như vậy, nàng là nhất khắc cũng không tiếp tục chờ được nữa. Đi, đi. Nàng xoay người rời đi ra thực tiệm thuốc đại môn, vừa mới chuẩn bị ly khai, thật vừa đúng lúc, Giang Sách vừa lúc mang theo nguyên liệu nấu ăn đã trở về. Vừa nhìn thấy Tương Y Vân, hắn liền chủ động nghênh liễu thượng khứ, cười ha hả nói, tưởng tiểu thư ngươi tới rồi, thật ngại quá ngày hôm nay có chút việc, đã tới chậm. Đi, bên trong tọa, ta đây liền chuẩn bị cho ngươi ăn ngon. Còn ăn, Tương Y Vân sớm đã không có lòng ham muốn. Nàng hai tay chống nạnh dậm chân, cau mày nói rằng, không ăn. Không tâm tình. A, à, Giang Sách liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nếu như ngươi không ăn cơm trưa, lúc đó phi thường đói, thân thể muốn ăn không cần thiết. Tương Y Vân bĩu môi, cáu giận nói, ta coi như là chết đói, cũng tốt hơn ác tâm chết. Người cái này phá tiệm, lại là nôn mửa, lại là xà, lại là đánh lộn. So với đống rác cũng không bằng, ta về sau cũng sẽ không bao giờ tới nơi này ăn cơm, tái kiến. Nói xong, nàng trực tiếp rời đi, căn bản không cho Giang Sách, cứu lại, cơ hội. Nhìn Tương Y Vân Na có vẻ tức giận, Giang Sách chẳng những không có bất kỳ sốt ruột, tương phản. Còn lộ ra như là thắng lợi vậy nụ cười. Tựa hồ đây hết thảy đều là tại hắn kế hoạch trong. Đương nhiên, đây hết thảy, chính là tại hắn trong kế hoạch. Giang Sách đem nguyên liệu nấu ăn giao cho điếm tiểu nhị, sau đó chính mình lên lầu 3, cùng đôi ngư thấy. Đôi ngư có chút lo lắng nói rằng, thống suất, ta dựa theo lời ngươi nói, đã thành công đem Tương Y Vân cho tức giận bỏ đi, nhưng nếu như nàng cứ đi thẳng như thế, lại cũng không tới tìm chúng ta, đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Giang Sách giặt sạch cái tay, từ tốn nói, sẽ không. Lời còn chưa nói hết, dưới lầu điếm tiểu nhị liền hô, lão bản, Lư tiên sinh tìm. Giang Sách nở nụ cười, người xem, cái này không tìm tới sao. Hắn cất bước đi xuống, đi tới lầu 1, gặp được Lô Văn Diệu. Lư tiên sinh, ngày hôm nay cũng là đến ăn cơm sao. Mời ngồi, ta đây liền chuẩn bị cho ngài một phần tuyệt đẹp cơm nước. Lô Văn Diệu khoát tay áo, không cần, ta đã ăn cơm rồi, lần này tới, là vì Y Vân sự tình. Ngạch,
Giang Sách giả vờ lúng túng nói, ta dựa theo ước định. Mỗi ngày cho Tưởng tiểu thư làm thức ăn, thế nhưng tình huống ngài cũng nhìn thấy, ta chỗ này chỉ là một cửa hàng nhỏ, lộn xộn, Tưởng tiểu thư chịu không nổi hoàn cảnh như vậy. Vừa mới chính cô ta tức giận bỏ đi, ta Lan đều ngăn không được. Lô Văn Diệu gật đầu, là, điểm này ta biết, chuyện này sai không ở ngươi. Nhưng Y Vân nàng từ nhỏ nuông chiều từ bé, làm sao có thể thói quen như vậy ăn hoàn cảnh. Cho nên, ta nghĩ muốn thương lượng với ngươi một cái, có thể hay không đi khác thủ chi ra, cho Y Vân làm cơm ăn. Tới, trọng điểm tới. Đây chính là Giang Sách kết quả mong muốn. Rõ ràng phi thường muốn đi, nhưng Giang Sách vẫn là làm ra một bộ khó khăn vô cùng bộ dạng, gãi đầu một cái, nói rằng, như vậy thích hợp không? Khác thủ chi ra, đây chính là người rảnh rỗi cấm ra vào địa phương. Lô Văn Diệu vừa cười vừa nói, chuyện liên quan đến Y Vân thân thể kiện khang vấn đề. Ta muốn, Tưởng gia chủ nhất định sẽ đồng ý. Chỉ cần Giang lão bản bên này nguyện ý đi qua, ta phải đi phục vụ cái này thuyết khách, nhất định có thể thuyết phục Tưởng gia chủ. Giang Sách suy nghĩ nhiều lần, gật đầu, ok, đã như vậy, ta đây phải đi một chuyến A. Đa tạ Giang lão bản. Lô Văn Diệu hai tay ôm quyền, đối với Giang Sách ngỏ ý cảm ơn, sau đó cùng Giang Sách lẫn nhau để lại phương thức liên lạc, rồi rời đi. Chỉ cần Lô Văn Diệu vừa được đến Tưởng gia chủ đồng ý, sẽ lập tức tới báo cho biết Giang Sách. Nhìn Lô Văn Diệu rời đi bóng lưng, Giang Sách hơi hí mắt, tình thế trước mắt đối với mình quả thật không tệ, đang dựa theo Giang Sách ý tưởng đang từng bước đẩy mạnh. Lúc này, đôi ngư đã đi tới, nói rằng, thống suất, thật có ngươi. Quả nhiên với ngươi phỏng đoán giống nhau, toàn bộ đều thành công. Giang Sách nói rằng, càng như vậy, càng là phải cẩn thận. Khác thủ chi ra không phải bình thường địa phương, mặc dù đi, cũng không nhất định có thể tra xét ra cái gì tin tức hữu dụng, không thể đem sự tình mơ mộng hão huyền quá. Đã biết, đang nói, một chiếc xe lái tới, cửa xe mở ra, bình nước từ bên trong xe đi ra. Thông suốt, người để cho ta chuẩn bị, người báo thủ điện tử cảnh kỹ câu lạc bộ, đã sáng tạo hoàn tất, làm công phương tiện gì gì đó đều chuẩn bị đầy đủ hết, tùy thời có thể chính thức huấn luyện. Mặt khác, hai tay bị chặt chân hồng cũng đã đưa cho tốt nhất trung tâm y liệu tiến hành trị liệu, người đã tỉnh lại, khôi phục rất nhiều. Ta đã cùng kinh thành bên kia có liên lạc, đem chân hồng số liệu tuyên bố đi qua, chuẩn bị cho chân hồng chế tác một đôi người máy, mặc dù không bằng bình thường hai tay linh hoạt như thường, nhưng ăn, lấy đồ các loại cuộc sống bình thường là có thể làm được. Nghe xong, Giang Sách vô cùng hài lòng gật đầu, làm khá lắm, vậy cũng không cần chờ, đi. Đi người báo thủ câu lạc bộ nhìn. Được rồi, đem chân mình cũng kêu lên. Là. Sau đó, Giang Sách cùng bình nước cùng nhau đón xe, chạy tới người báo thủ câu lạc bộ. Đây là một cái nhà tầng 6 đại lâu văn phòng, ở Yến Thành trung tâm thành phố vị trí, đường xá chi chít, chỗ như vậy. Một tháng tiền thuê phải hơn 10 triệu. Có thể nói, đối với một nhà vừa mới thành lập mới điện tử cảnh kỹ câu lạc bộ mà nói. Là xa xỉ mà không cần thiết chút nào. Nhưng Giang Sách không để bụng. Muốn ở các mặt đánh lão thiên tôn, phải chịu xài tiền. Sơ kỳ không phải đầu nhập, hậu kỳ làm sao thu hoạch. Vào xem. Giang Sách đi ở phía trước, bình nước cùng chân minh hai người theo ở phía sau. Đối với cả tòa đại lâu tiến hành quan sát. Lầu 1, là tiếp đãi khu cùng canteen, vô cùng trống trải, không có gì có thể nhìn. Lầu 2. Là câu lạc bộ công nhân viên chức khu làm việc, vậy cơ cấu hành chính đều ở chỗ này. Quản lý toàn bộ câu lạc bộ tất cả công việc. Lầu 3, phi thường then chốt, ở chỗ này, có toàn thế giới cao cấp nhất trò chơi thiết bị, tất cả câu lạc bộ tuyển thủ cũng sẽ ở nơi đây tiến hành hệ thống huấn luyện. Lầu 4, nơi đây cũng là khu huấn luyện, bất quá không phải huấn luyện điện tử cảnh kỹ, mà là huấn luyện thân thể, một cái hợp cách chức nghiệp điện tử cảnh kỹ tuyển thủ. Cần phải có rất mạnh thân thể tố chất cùng tâm lý tố chất, ở chỗ này, sẽ đối với hai phương diện này tiến hành hệ thống huấn luyện, bảo đảm tuyển thủ đang so tái lúc, thân thể có thể chịu đựng được. 5 tầng, là tuyển thủ khu nghỉ ngơi, lắp ráp cùng cấp 5 sao đại tử điếm giống nhau. Lầu 6, còn lại là chủ tịch khu làm việc, là lưu cho Giang Sách đơn độc sử dụng. Toàn bộ làm công hoàn cảnh, 3 chữ, siêu cấp bổng. Xem hoàn toàn bộ hoàn cảnh sau đó, Giang Sách là phi thường hài lòng, làm như vậy công điều kiện,
mỗi tháng tiêu tốn nghìn vạn lần là đáng giá. Trần Minh còn lại là vẻ mặt mộng bức. Hắn trước đây chưa từng có tưởng tượng qua sẽ có tốt như vậy hoàn cảnh, còn nhớ rõ ca ca Trần Hồng ngay lúc đó câu lạc bộ, kỳ thực chính là ở nông thôn mướn cái biệt thự nhỏ. Mỗi tháng liền một vạn tệ tiền thuê cũng chưa tới. Thiết bị cũng rất đơn sơ. Cùng nơi đây so với, nhất định chính là gặp sư phụ. Hoàn cảnh của nơi này, tuyệt đối là toàn bộ Yến Thành tốt nhất, thậm chí nếu so với vẽ thượng tập đoàn kỳ hạ Chí Tôn câu lạc bộ cũng muốn giỏi hơn. Chí Tôn câu lạc bộ vị trí địa lý cũng không ở trung tâm thành phố, mỗi tháng cũng liền 3,4 triệu tiền thuê mà thôi. Cùng người báo thù so với, vẫn là kém không ít. Chỉ có thể nói, Giang Sách thật là tài đại khí thô, thật không có người lão bản nào giống như hắn như vậy, cái gì vinh dự còn không có. Thậm chí ngay cả đội viên đều mới chỉ có một dưới tình huống, liền bỏ ra tới nghìn vạn lần tới làm. Vẫn là mỗi tháng hơn 10 triệu, không tính là thiết bị, nhân tạo phí dụng. Thực sự là, hào, vô nhân tính a. Giang Sách ba người cuối cùng lại đến rồi lầu ba, Trần Minh, đi thử một chút những thiết bị kia, nhìn có dùng được hay không. Ân. Trần Minh đi tới trước máy vi tính, nhìn thoáng qua cũng nhanh không chịu nổi. Nơi đây toàn bộ đều là trang bị ngoại tinh nhân đỉnh cấp máy vi tính, mỗi một đài bộ mặt thành phố giá cả đều ở đây 10 vạn nguyên ở trên. Hơn nữa, rất nhiều linh kiện đều là cùng công ty máy vi tính đơn độc yêu cầu. Có thể nói xa hoa. Đối với Trần Minh loại này từ nhỏ trong nhà chỉ có một máy cũ nát máy vi tính sách tay tiểu hài tử mà nói, có thể sử dụng như vậy tính năng cường đại máy vi tính, là cả đời cũng không dám tưởng tượng sự tình. Ba hắn một năm tiền lương chỉ có 6-70 ngàn, ngay cả một máy vi tính cũng mua không nổi. Quả thực khoa trương. Thử nhìn một chút, có dùng được hay không? Còn dùng thử sao? Trần Minh đều đã kích động sắp khóc lên, máy vi tính này quả thực quá tuyệt vời, chỉ là kiểm tra cũng đã nguy rồi, nơi nào còn dùng thử. Bất quá, hắn vẫn thử. Thử lần này, cả người cũng, máy vi tính này lưu loát độ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Trước đây hắn máy vi tính đều phải cần 2-3 phút mới có thể mở máy móc, mà trước mặt máy vi tính, khởi động máy thời gian. Cơ hội không có, đè xuống nút mở máy power button, máy vi tính trong nháy mắt liền khởi động, căn bản ngay cả một s thời gian cũng không có, nhanh đến làm người ta không cách nào tưởng tượng. Đây là chuyên môn vì chơi game mà chế tạo siêu cấp máy vi tính, là mỗi đứa bé trai tình nhân trong mộng. Trần Minh thí nghiệm đại khái 30 min. Cuối cùng kích động một bên khóc một bên chơi, như vậy máy vi tính, mới là điện tử cạnh kỹ tuyển thủ hẳn là có máy vi tính a. Giang Sách hỏi, thế nào, có hài lòng không? Trần Minh phi thường khẳng định gật đầu, thỏa mãn, rất hài lòng, không có so với cái này hài lòng hơn rồi. Thiết bị hoàn toàn không có vấn đề, câu lạc bộ cũng thành công chú sách, kế tiếp vấn đề là. Bình nước có chút hơi khó nói rằng, thống suất, có một khó khăn vô cùng sự tình. Đó chính là câu lạc bộ nhân viên vấn đề. Nếu như là thực lực vậy tuyển thủ, na đầy đường, có thể tùy ý chọn chọn. Nhưng này chút thực lực mạnh mẽ tuyển thủ, cũng rất khó tìm đến. Bọn họ toàn bộ đều bị Chí Tôn câu lạc bộ cho đào đi, không còn một mống. Lấy vẽ thượng tập đoàn ở Yến Thành thống trị lực, coi như chúng ta khai ra cao hơn nữa phúc lợi, bọn họ cũng sẽ không tới chúng ta bên này. Bởi vì bọn họ không dám, sẽ sợ vẽ thượng tập đoàn trả thù. Trần Hồng ví dụ đang ở trước mắt, không có bất kỳ một cái có năng lực tuyển thủ có can đảm đối kháng vẽ thượng tập đoàn. Đây đúng là một cái phi thường khó giải quyết vấn đề. Thiết bị, sân vấn đề rất dễ giải quyết, chỉ cần có tiền, cái gì cũng dễ làm, thế nhưng, thí sinh vấn đề thì không phải là tiền có thể giải quyết rồi. Người có tiền nữa, cũng mua không được đứng đầu tuyển thủ nhà nghề, này toàn bộ đều là bị vẽ thượng tập đoàn cho lũng đoạn. Làm sao đây? Người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp sự tình, lúc này, Trần Minh đi tới nói rằng, ta hiểu rõ vài tên tuyển thủ thực lực mạnh phi thường, đồng thời bọn họ hoàn toàn không có bị khai quật. Còn có người như vậy? Giang Sách rất tò mò hỏi, ngươi là làm sao biết điều này? Trần Minh nói rằng, ta mỗi ngày đều đang đùa trò chơi, cũng từng tham gia rất nhiều xã đoàn, ở online cũng có rất nhiều chung một chí hướng bằng hữu, vì đánh Chí Tôn câu lạc bộ, cho ca ca báo thù. Ta kỳ thực rất sớm đã ở lưu ý. Không nghĩ tới một cái như vậy 13-14 tuổi tiểu hài tử, tâm cơ lòng dạ sẽ như thế sâu.
kỳ thực cũng không tính là tâm cơ. Chẳng qua là vì cho ca ca báo thù, mà làm bài học tương đối đủ một ít. Giang Sách nói rằng, ok, vậy ngươi liền mang ta đi đem ngươi cho rằng có thực lực tuyển thủ, từng cái tìm đến a. Tốt. Sau đó, Trần Minh liền đem hết thảy hắn cho rằng có thực lực tuyển thủ phương thức liên lạc đều viết xuống tới, có chút là QQ, có chút là Vtin, có chút là số điện thoại di động, có chút là Vbox, thậm chí còn có rất nhiều là mạch mạch, các loại các dạng phương thức liên lạc. Nhìn ra được, mấy năm này Trần Minh đúng là hạ khổ công phu. Có phương thức liên lạc, những thứ này thì dễ làm. Bình nước ngay lập tức sẽ đi theo những người đó tiến hành liên hệ, đem bọn họ từng cái đào qua đây. Trong quá trình này, Trần Minh nói rằng, những người này trình độ chỉ có thể nói tạm được, đạt đến chức nghiệp tiêu chuẩn, nhưng kỳ thật rất nhiều đều là bị Chí Tôn câu lạc bộ cho quét xuống, cũng không có cùng Chí Tôn chống lại năng lực. Ta hiểu rõ hai người, thực lực của bọn họ mạnh phi thường, thậm chí thực lực ở trên ta, cũng không ở Chí Tôn câu lạc bộ bên trong phạm vi tầm mắt. Giang Đồng, hai người kia nhất định phải tìm ra. Giang Sách hỏi, làm sao, hai người kia phương thức liên lạc. Ngươi không có viết xuống sao? Trần Minh lắc đầu, không có viết, bởi vì hai người kia đơn giản sẽ không ra được. Chúng ta được tự mình đi đem bọn họ mời đi ra, hoặc có lẽ là, giải cứu ra. Nghe xong lời này, Giang Sách cũng biết nhất định còn có ẩn tình khác, vì vậy Giang Sách gật đầu, cùng Trần Minh cùng đi đem hai người kia tìm cho ra. Người đầu tiên, là một cái cùng Trần Minh giống nhau tuổi thiếu niên. Căn cứ Trần Minh thuyết pháp, đây là một cái trầm mặc ít nói tiểu nam sinh, chơi MOBA trò chơi chỉ chơi một vị trí, phụ trợ. Đừng xem là một phụ trợ, lại có mạnh vô cùng trình độ. Hắn có thể đủ căn cứ từ ra đội hữu trình độ, năng lực, tính cách, thói quen, mà lựa chọn ra tối ưu phụ trợ phối hợp, đồng tiến đi tương ứng phối hợp. Quyền tiểu thuyết chương mới nhất sẽ ưu tiên đổi mới ở app trên, hãy ghé thăm Su 5. CC kế tiếp tiếp tục không quảng cáo đọc miễn phí. Mặc dù là đồng dạng một cái anh hùng, căn cứ bất đồng đội hữu thói quen, hắn cũng có thể đánh ra hoàn toàn bất đồng phối hợp hiệu quả. Từng cái với hắn chơi với nhau nhân, đều sẽ cảm giác được phi thường thoải mái. Đây là một cái hiểu lắm người khác tâm lý, rất biết nghiên cứu, người, tuyển thủ, có hắn ở, toàn bộ đội ngũ sẽ trở nên phi thường trơn. Hắn mặc dù không là cái loại này có thể quyết định toàn bộ đội ngũ hạn mức cao nhất, không thể ở lúc mấu chốt cứu vớt đội ngũ, căn bản không có thể đại sát đặc sát tuyển thủ, thế nhưng, hắn là cái loại này có thể bảo đảm đội ngũ hạn cuối, trơn toàn bộ đội ngũ tuyển thủ. Có hắn ở, đội ngũ là có thể ghép lại đến cùng nhau. Như vậy tuyển thủ, người người đều muốn với hắn làm đồng đội. Ở Trần Minh dưới sự hướng dẫn, Giang Sách đi tới một chỗ công trường. Nhìn những công nhân kia mồ hôi đầm đìa khổ cực công việc, Giang Sách không hiểu còn có một chút cảm động, bất quá nói đi nói lại, tại sao lại muốn tới nơi đây? Lời ngươi nói tên thiếu niên kia, ở nơi này trên công địa tiểu đội. Giang Sách vấn đạo. Không đến mức A, nếu như là cùng Trần Minh lớn bằng niên kỷ, vậy hẳn là ở trường học học bài mới đúng, làm sao có thể ở công trường? Vẫn là vị thành niên rồi. Trần Minh đưa tay chỉ cách đó không xa một cái đang khiêng xẻng xúc hạt cát thiếu niên, nói rằng chính là hắn, Hạ Quân. Hắn là ta đã thấy hết thảy chơi phụ trợ tuyển thủ trong, thực lực mạnh nhất nam một cái. Có thể được Trần Minh như vậy đánh giá, tuyệt đối không phải thông thường tuyển thủ. Chỉ là khó có thể tưởng tượng, như vậy một thiên tài thiếu niên, cư nhiên sẽ ở trên công địa khổ cực công tác. Trần Minh dành trước đi tới. Hết sức quen thuộc nói rằng, Hạ Quân, ta tới rồi. Hạ Quân để cái xẻng xuống, xoa xoa mồ hôi chán, mỉm cười nhìn Trần Minh, nụ cười của hắn phi thường ấm áp, lúc cười lên còn có hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Khiến người ta nhìn đều sẽ cảm giác được tâm tình sung sướng. Chỉ là cái này một phần nụ cười, là có thể cảm thụ được thiếu niên này trên người lực tương tác. Trần Minh người tới rồi, chờ một chút, còn một hồi nhi ta mới có thể tan tầm. Đêm nay chúng ta yên lành chơi mấy giờ, đại sát đặc sát một phen. Trần Minh lại nói, ta hôm nay tới tìm ngươi không phải mở ra đen. Đó là, ta tìm ngươi, là muốn ngươi trở thành câu lạc bộ một thành viên, đi hành nghề tuyển thủ. A, à, Hạ Quân suýt chút nữa không có dọa đái ra. Tuyển thủ nhà nghề,
Đây là Yến Thành mỗi cái thiếu niên người chơi giấc mộng trong lòng, chỉ là giấc mộng này quá xa vời, xa xôi đến căn bản cũng không khả năng đạt được. Không tiền không thế, người tựu không khả năng bị chọn chúng. Trần Minh, người không phải đang cùng ta nói đùa sao? Ta nghiêm túc. Kết quả là, Trần Minh liền đem Giang Sách tình huống cho cặn kẽ giới thiệu một lần. Ở nhắc tới người báo thù câu lạc bộ thời điểm, Trần Minh trên mặt của thần thái phấn chấn, có thể cảm giác được hắn có bao nhiêu hưng phấn. Hạ Quân, đi theo ta. Chúng ta cùng đi khai sáng thời đại mới. Trần Minh dõng dạc nói. Hạ Quân lại cắn môi một cái, nhìn ra được hắn rất có ý nguyện, nhưng lại dường như bị cái gì cho, cầm cố, ở, hai người làm khó dễ. Đúng lúc này, Bao Công Đầu đã đi tới. Ai ai ai, đang làm gì? Mọi người quay đầu lại, mới nhìn đến nguyên lai là một cái mang nón bảo hộ, vóc người mập mạp người đàn ông trung niên. Giang Sách cũng không vòng vo, trực tiếp nói, ta muốn mang Hạ Quân rời đi nơi này, có những thứ khác, việc, phải giao cho hắn. Bao Công Đầu sửng sốt một chút. Có ý tứ. Tới công trường đục khoét nền tảng. Tuy nói một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử cũng chẳng có gì ghê gớm, nhưng loại này bị đục khoét nền tảng cảm giác đó là tương đương khó chịu, huống chi. Hạ Quân là đơn giản không thể thả. Bao Công Đầu lạnh giọng nói rằng, a hát, thật điên a, dám đến ta trong sân thêu dệt chuyện. Chán sống đúng vậy. Trong giọng nói, một nhóm lớn công nhân quơ tên sự tình đã đi tới. Nhìn dáng vẻ liền phi thường khủng bố. Hạ Quân nhanh lên thúc giục, Giang Đồng đúng vậy. Ngươi mau rời đi a, đợi ở chỗ này nữa. Ngươi sẽ bị bọn họ đánh. Hơn nữa, ta cũng có không có khả năng mở nơi này lý do, thật không có biện pháp trở thành tuyển thủ nhà nghề. Bị đánh, ha ha, Giang Sách căn bản không để ở trong lòng. Hắn cảm thấy hứng thú hơn, là Hạ Quân không thể rời đi lý do. Vì vậy Giang Sách vấn đạo. Là cái gì lý do, để cho ngươi một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử, cần phải ở lại trên công địa làm việc? Ta rất muốn biết. Hạ Quân trầm mặc. Lý do này, hắn thật có chút nói không nên lời. Đối diện Bao Công Đầu cười lạnh một tiếng, nói rằng, còn có thể bởi vì sao? Hắn thiếu tiền của ta thôi. Hắn lão tử đánh bài thua ta một số tiền lớn. Không trả nổi, liền đem con trai mượn nợ ở ta nơi này nhi. Nói xong cho ta miễn phí công tác 3 năm, 3 năm sau mới có thể đi. Lúc này mới làm nửa năm không đến, vừa muốn đem người lĩnh đi, trên đời này nào có chuyện tốt này. Giang Sách nghe xong nhíu chặt mày lên. Lão tử thua tiền đem con cho mượn nợ cho người ta miễn phí công tác 3 năm, ha ha, dạng gì vô liêm sỉ phụ thân mới có thể làm ra thất đức như vậy sự tình. Cái này thảo nào Hạ Quân không dám rời đi rồi. Bất quá. Đây đối với Giang Sách mà nói không gọi sự tình. Phàm là chuyện tiền, ở Giang Sách bên này đều không gọi sự tình, tiền có thể giải quyết sự tình. Đều là chuyện dễ dàng. Nếu như ta bang hài tử này trả hết nợ thiếu nợ rồi. Giang Sách vấn đạo. Bao Công Đầu nhìn từ trên xuống dưới Giang Sách, khinh thường nói, ngươi cho rằng là 1.000 lượng ngàn, vẫn là 1 vạn 2 vạn a. Há mồm sẽ trả, ngươi trả lại được sao? Hơn nữa. Tiền này nhưng là có lợi hơi thở, không phải. Giang Sách giơ tay lên, trực tiếp nói, cả gốc lẫn lãi, tổng cộng bao nhiêu? Bao Công Đầu ngẩng đầu, phi thường đắc ý nói rằng, 150.000. Khái khái. Giang Sách không nói gì. Một bên chân mình suýt chút nữa không có ngã nhào một cái mới ngã xuống đất, 150.000, là. Đối với một cái nghèo khó gia đình mà nói là một khoản tiền lớn. Thế nhưng đối với mỗi tháng có thể xuất ra hơn 10 triệu mướn phòng Giang Sách mà nói, cái này cũng gọi tiền sao? Quả nhiên, Giang Sách thuận tay lấy cuốn chi phiếu ra, một bên viết vừa nói, ta cho ngươi 200 ngàn, ngươi cho Hạ Quân chuẩn bị một bộ sạch sẽ một chút y phục, nhanh chóng điểm giúp hắn công việc ly khai thủ tục. Nói xong, Giang Sách đem chi phiếu kéo xuống tới đưa cho Bao Công Đầu. Bao Công Đầu đều ngu, tiếp nhận chi phiếu xem đi xem lại. Vừa mới còn rất ngông cuồng đắc ý khuôn mặt, trong nháy mắt trở nên phi thường cung kính, một bộ tiểu cầu thấy chủ nhân tư thế. Ái chà chà, ra, ta đây đã giúp ngài đi làm. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh, cho ta đi chuẩn bị quần áo sạch sẽ, thuận tiện chuẩn bị khăn mặt, nước trong. Cho Hạ Quân yên lành rửa mặt một chút. Quả nhiên có tiền chính là không giống với, trong nháy mắt thái độ thì trở nên. Không đến nửa giờ võ thuật.
mọi người liền đem hạ quân cho dọn dẹp sạch sẽ. Mặc một thân quần áo mới đi ra công trường. Bao công đầu mang theo tất cả công nhân còn nhấc tay nói tái kiến, thái độ vô cùng ân cần. Hạ quân làm việc ở đây rồi nửa năm, chưa từng có cái nào một lần như ngày hôm nay vậy chịu đến tôn trọng, kỳ thực bao công đầu tôn trọng không phải hạ quân, là tiền. Kể từ đó, hạ quân xem như là thành công bắt, đoàn thể chủ lực phụ trợ xem như là có. Kế tiếp, chính là Trân Minh nói một người vô cùng thiên phú tuyển thủ. Giang Sách vấn đạo, một người khác là ai? Người ở nơi nào? Trân Minh hồi đáp, một người khác là Tiêu Đông Dương, quanh năm ngâm mình ở Internet chơi game, so với chúng ta năm thứ tư đại học 5 tuổi bộ dạng, sớm liền thôi học. Vừa nghe đến, Tiêu Đông Dương, ba chữ, hạ quân liền cau mày nói rằng, Trân Minh, người muốn đi tìm hắn. Thích hợp sao, tính cách của hắn quá không thể nắm lấy rồi. Trân Minh lại nói, tính cách chỉ là cùng lúc, trọng yếu nhất vẫn là thực lực. Tiêu Đông Dương thực lực tuyệt đối ở người ta trên, muốn thu được quán quân, nhất định phải bắt người này. Xem Trân Minh na ánh mắt kiên định, Giang Sách có một loại cảm giác đã từng quen biết, nghĩ tới năm đó chính mình tại Tây Kỳ chinh chiến thời điểm, chính là chỗ này sao từng cái đem 12 hoàng kim toàn bộ bắt. Quả nhiên, Trân Minh cùng chính mình tương đương giống như A. Kết quả là, Giang Sách lại lái xe, mang theo hai đứa bé đi tới một nhà Internet. Vừa đi vào đại môn, võng quản sẽ không bình tĩnh nói, vị thành niên không cho vào A. Giang Sách không nói hai lời, trực tiếp quất ra hai tờ trăm nguyên tiền giá trị lớn bày trên bàn, chúng ta tới tìm người, rất nhanh thì đi ra ngoài. Vừa có tiền, cái gì cũng dễ làm. Võng quản bả sao phiếu nhét vào túi, tốc độ điểm. Giang Sách liền mang theo Trân Minh, hạ quân cùng đi vào Internet nội bộ, lần lượt chỗ ngồi kiểm tra. Trân Minh nói rằng, Tiêu Đông Dương có mình dành riêng chỗ ngồi. Không cần tìm. Nói, hắn nhìn về phía Internet trong góc phòng, có một đám người đang vây tụ cùng một chỗ, quan sát người khác bắt đầu hãm hại chơi game, trong đó làm người ta chú ý nhất chính là một cái nhìn qua rất chán trường nam tử. Hắn có sâu đậm hắc nhãn vành mắt, tóc cũng loạn tao tao, trên bàn toàn bộ đều là điếu thuốc lá đầu, gầy cùng da bọc xương giống nhau. Vừa nhìn cũng biết. Là quanh năm ngâm nước Internet chủ nhân. Bất quá tuy là nhìn qua rất chán trường, có một chút đưa tới Giang Sách chú ý của, đó chính là cái này thanh niên nhân vô cùng sạch sẽ. Tóc là loạn tao tao, nhưng là cái loại này giặt xong đầu sau đó cũng không xử lý, trực tiếp ngã đầu đi nằm ngủ, đưa tới tóc các loại kỳ quái tạo hình, mà không phải trong tưởng tượng cái loại này vừa dơ vừa thúi bộ dạng. Đặc biệt nam sinh kia y phục, vô cùng sạch sẽ, mặc dù mặc dép, thế nhưng chân cũng rất trắng. Trên bàn tàn thuốc cũng đều thả phi thường chỉnh tề. Từ mọi phương diện đến xem, đây đều là một cái thô trung hữu tế trong thô kệch có tinh tê trẻ tuổi người, muôn ngàn lần không thể bị bề ngoài của hắn cho mê hoặc. Người đó chính là Tiêu Đông Dương A. Là, Trân Minh khẳng định gật đầu, cũng nói rằng, hắn đã từng là danh chấn nhất thời thiên tài siêu cấp, bị chí tôn câu lạc bộ tốn hao nhiều tiền thu nhập dưới cờ. Đồng thời vừa đi liền cấp cho rồi vị trí nòng cốt, quay chung quanh hắn chế tạo đoàn đội. Nhưng sau lại hắn càng ngày càng không được, không ngừng bị bạn cùng lứa tuổi siêu việt. Cuối cùng bị chí tôn câu lạc bộ bắt, thậm chí ngay cả thay thế bổ sung cũng làm không hơn. Giang Sách không khỏi nhíu chân mày lại, một người như vậy, thực lực chẳng phải là rất yếu. Vậy tại sao còn muốn thu nhận qua tới? Trân Minh tiếp tục nói, tất cả mọi người cho là hắn thực lực giảm xuống rồi rất nhiều, cùng thiên tài siêu cấp, bốn chữ có tiếng mà không có miếng, nhưng mà ta cảm thấy được, hắn chỉ là bo bo giữ mình, cố ý giấu giếm thực lực mà thôi. Giang Sách hỏi, làm sao mà biết? Trân Minh hồi đáp, đầu tiên một điểm, Tiêu Đông Dương theo ta cùng với hạ quân rất bất đồng, hắn không thiếu tiền. Gia đình hắn có 6 phòng xếp xuất hiện ở Tô. Mỗi tháng không hề làm gì cũng có 200-300 ngàn nhập chướng, cả đời không lo tiền tiêu. Mà hắn cũng không còn cái gì rộng lớn chí hướng, rất sợ phiền phức, ở Kakata gặp chuyện không may sau đó, hắn thì càng chán ghét chí tôn câu lạc bộ hoàn cảnh như vậy. Cho nên, ta cho là hắn là cố ý ẩn giấu thực lực, cũng không đắc tội chí tôn câu lạc bộ, có thể thuận lợi bị đuổi, ly khai cái kia hắn ghét hoàn cảnh. Cùng với ở chí tôn câu lạc bộ ngây ngô, hắn càng muốn mỗi ngày tới Internet chơi game. Nghe xong lời này, Giang Sách gật đầu, vẫn tương đối công nhận.
Nếu như chính là một cái bình thường nghiện Internet thiếu niên, là không có khả năng giống như hắn làm như vậy sạch chỉnh tề, nếu như là trong nhà có 6 phòng xếp xuất hiện ở Tô, đó cũng không giống nhau. Tiêu Đông Dương gia cảnh giàu có, cái này không kỳ quái hắn tại sao phải làm như vậy tịnh. Ước đoán theo nhỏ giáo dưỡng có quan hệ. Giang Sách lại hỏi, nếu hắn ẩn giấu thực lực, vậy là ngươi làm thế nào nhìn ra được tới? Trần Minh hồi đáp, ngay từ đầu ta cũng không có nhìn ra, nhưng sau lại ta phát hiện nhất kiện quái sự, đó chính là Tiêu Đông Dương đánh hơn 1.000 cục trò chơi, lại là 000 số liệu. Mỗi một cục, hắn đều không có chém giết, không chết, cũng không có trợ công. Mấu chốt nhất là, hắn cũng không phải là treo máy, mà là thật đả thật mỗi một cục đều ở đây chiến đấu, nhưng chính là làm xong rồi điểm này, quá khó khăn. Không có chém giết coi như tốt, không chết, cái này phải vô cùng cao kỹ xảo. Đặc biệt ở ngược gió cục thời điểm, người muốn bảo trì không tử vong, na được dạng gì thao tác chỉ có thể. Cuối cùng chính là không trợ công, trời ạ, đây quả thực thì không phải là người có thể làm được, chí ít ta liền làm không đến. Ngươi chỉ cần tham chiến, đa đa thiểu thiểu đều sẽ cọ đến trợ công. Muốn làm không trợ công, cái này cần đối với đối thủ, đội hữu thực lực tương đương rõ ràng, còn muốn có phi thường sức phán đoán nhạy cảm, ở thời điểm mấu chốt nhất đúng lúc ly khai. Đừng nói người bình thường, 99% tuyển thủ nhà nghề đều làm không được đến, người như vậy. Trong một vạn không có một. Dừng một chút, Trần Minh tiếp tục nói, sau lại ta chăm chú nghiên cứu hắn đấu cờ, phát hiện hắn thao tác thực sự rất tuyệt, hầu hết thời gian đều rất cực hạn, trình độ nếu so với ta còn cao hơn ra không ít. Là một gã có thể dựa vào sức một mình nghịch thiên lật bàn siêu cường tuyển thủ. Ngoại trừ Kaka ta ở ngoài, ta không còn có thấy qua mạnh mẽ như vậy tuyển thủ. Như vậy một phen khen, làm cho Giang Sách nhất thời đã tới rồi hứng thú, hiếu kỳ hỏi, vị trí của hắn là. Đánh giã, Trần Minh khẳng định hồi đáp, hắn chính là trước mắt tối cường đánh giã. Tối cường đánh giã, có thể bị Trần Minh cấp cho như vậy xưng hào, người này thực lực nhất định phải cùng người thường. Trong nháy mắt, Giang Sách thì có rất mạnh lòng chinh phục ngắm. Ba người bọn hắn đi tới, lúc này chiến cuộc đã kết thúc, cùng thường ngày, Tiêu Đông Dương như trước vẫn duy trì 000 đặc thù số liệu, một người không giết, một lần trợ công không có, người khác cũng đừng nghĩ giết hắn một lần. Trần Minh chủ động mở miệng nói, Tiêu Đông Dương, ta muốn với người đàm luận sự kiện. Tiêu Đông Dương quay đầu trở lại vừa nhìn, yêu, đây không phải là Trần Minh sao? Tại sao không đi mở hàng vỉa hè kiếm tiền, tới tìm ta có chuyện gì à? Có phải là ngươi hay không ca chữa bệnh thiếu tiền, muốn tìm ta mượn à? Nói đi, muốn bao nhiêu? Người này một bộ bất cần đời dáng vẻ, thế nhưng phẩm hạnh lại tương đối khá, từ hắn nguyện ý chủ động vay tiền cho Trần Minh đến xem, cũng biết người này tâm địa lương thiện. Trần Minh lắc đầu, ca ca ta tiền chữa bệnh đã có tin tức, không cần rồi đến chỗ vay tiền rồi. Hôm nay tới tìm ngươi, là muốn thương lượng với ngươi một việc. Tiêu Đông Dương châm lửa một điếu thuốc. Bên quất bên hỏi, chuyện gì a? Ta nghĩ muốn mời ngươi tiến nhập chúng ta câu lạc bộ, trở thành tuyển thủ nhà nghề, cùng nhau đối kháng Chí Tôn câu lạc bộ. Khái khái. Tiêu Đông Dương một ngụm yên hút vào, sặc muốn chết, chu vi một nhóm lớn người cũng đều dùng ánh mắt hài hước nhìn Trần Minh. Thật là con nghé mới xanh không sợ cọp, nói cái gì cũng dám nói. Chí Tôn kia câu lạc bộ nhưng là vẽ còn tập đoàn kỳ hạ, gia đại nghiệp đại, vinh váo tận trời. Dám cùng bọn họ đối nghịch, điên rồi sao? Người khác không rõ ràng lắm, Tiêu Đông Dương còn có thể không rõ ràng lắm. Hắn chính là ở Chí Tôn câu lạc bộ làm qua nòng cốt người, đối với nơi đó bầu không khí hiểu rõ nhất thanh nhị sở, hoặc là ngươi căn bản không có theo chân bọn họ xoay cổ tay năng lực, hoặc là ngươi cũng sẽ bị bọn họ giết. Trần Minh ca ca Trần Hồng không phải là một ví dụ rất tốt sao? Cho nên, Tiêu Đông Dương lắc đầu. Nói rằng, người tìm lộn người, thực lực ta kém như vậy, không có tư cách để hành nghề tuyển thủ. Trần Minh nói rằng, người không phải thực lực kém, người chỉ là giấu giếm thực lực mà thôi, người khác không nhìn ra, ta hãy nhìn ra được. Tiêu Đông Dương, vì đánh bại Chí Tôn câu lạc bộ, chúng ta thực sự cần trợ giúp của ngươi. Tiêu Đông Dương ánh mắt trong hiện lên một mâu vẻ kinh dị, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, không được. Ta không có hứng thú, người tìm người khác à. Đối với cái này dạng một cái không thiếu tiền,
vừa không có bất luận cái gì theo đuổi người mà nói, thật vẫn không tốt mời. Bất quá, Giang Sách vẫn là nhìn thấu một chút manh mối. Hắn yên lặng đi tới nói rằng, người cùng Trần Hồng quan hệ nhất định rất không tệ chứ. Một câu nói, để Tiêu Đông Dương thần tình thay đổi. Không sai, năm đó Tiêu Đông Dương cậy tài khinh người, ai cũng coi thường, cho là mình chính là đệ nhất thiên hạ, thẳng đến gặp Trần Hồng, bị Trần Hồng hung hăng đánh quỳ trên mặt đất. Từ đó về sau, Tiêu Đông Dương mới biết được nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn. Hắn chẳng những không ghét Trần Hồng, tương phản, còn có việc không có việc gì đi tìm Trần Hồng, luôn muốn từ Trần Hồng trên người học thêm một ít gì đó. Kể từ lúc đó, Tiêu Đông Dương đang ở trong lòng tạo một mục tiêu, đánh bại Trần Hồng. Đáng tiếc, cái mục tiêu này rất nhanh thì tiêu thất, bởi vì Trần Hồng bị Chí Tôn câu lạc bộ cho chém đứt hai tay, trở thành phế nhân. Biết tin tức sau đó, Tiêu Đông Dương thương tâm gần chết. Trong lòng mạnh nhất tín niệm, trong nháy mắt đổ nát, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể cam chịu, cố ý ẩn giấu thực lực, từ Chí Tôn câu lạc bộ ly khai. Giang Sách rất bén nhạy phát hiện điểm này. Bởi vì, Trần Hồng cùng Tiêu Đông Dương quan hệ, cũng rất như năm đó Giang Sách cùng Ma Yết giống nhau. Giang Sách tiếp tục nói, Chí Tôn câu lạc bộ hủy diệt rồi Trần Hồng, hủy diệt rồi niềm tin của ngươi, làm một nam nhân, ngươi chẳng lẽ không phải tự tay báo thù. Đem Chí Tôn câu lạc bộ cho diệt trừ sao? Tiêu Đông Dương nắm đấm nắm lại. Từ trước đến nay bất cần đời hắn, lần đầu tiên khiến người ta cảm thấy có động lực. Nhưng rất nhanh, này cổ động lực liền tiêu thất. Hắn khẽ cười một tiếng, nói rằng, đây cũng không phải là thi đấu thể thao sự tình rồi, Chí Tôn câu lạc bộ có bao nhiêu âm u khủng bố. Không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, theo chân bọn họ là địch, đó là gặp người chết. Trần Hồng ví dụ đang ở trước mắt, các ngươi không đấu lại, buông tha đi. Điều không vinh dự này là Tiêu Đông Dương một người ý tưởng, cũng là tất cả mọi người ý tưởng. Ở Yến Thành cùng vẽ còn tập đoàn đấu. Ha ha, muốn chết. Đối với cái này dạng cục diện, Giang Sách mỉm cười, nói rằng, ngươi là đang lo lắng vấn đề an toàn. Điểm này, ta có thể cho ngươi cam đoan, tới ta câu lạc bộ, không có bất kỳ người nào có thể thương tổn ngươi. Tiêu Đông Dương nghe xong cười ha ha, khinh thường nói, đại thúc, có thể đừng khoác lác sao? Ngươi biết vẽ còn tập đoàn thực lực sao? Biết. Ngươi biết cái gì a biết? Ngươi biết Lão Thiên Tôn thật lợi hại, biết Tiếu Canh có bao nhiêu thâm độc sao? Giang Sách từ tốn nói, Lão Thiên Tôn hai đứa con trai, một cái bị bắt một cái bị giết, Tiếu Canh thân nhi tử, cũng bị giết. Đây hết thảy, tất cả đều là ta một tay bày kế. Bọn họ, lại ở đâu? Ngạch, bao quát Tiêu Đông Dương ở bên trong mọi người, toàn bộ đều không dám tin nhìn Giang Sách, người đàn ông này đang nói cái gì? Điên rồi sao? Ngươi theo ta nói đùa. Tiêu Đông Dương ngoài cười nhưng trong không cười nói. A hát. Giang Sách tự tay đem trên bàn một bả dao gọt trái cây cầm lấy, hai tay nắm ở, sau đó bỗng nhiên dùng sức. Trong nháy mắt, đao đoạn. Ngươi cảm thấy, ta như là đang nói đùa sao? Tay không cây dao gọt trái cây cho bẻ gãy, chiêu thức ấy xác thực đem Tiêu Đông Dương dọa cho không nhẹ, hắn lần đầu tiên ngẩng đầu chăm chú nhìn Giang Sách. Thu hồi phía trước cái loại này khinh miệt. Tiêu Đông Dương là có mắt lực kiến thức, giống như hắn loại này xuất thân người, gặp qua không ít đại nhân vật. Một người là thật lợi hại vẫn là cọp giấy, hắn là có thể phân biệt. Ở đã biết Giang Sách thực lực sau đó, hắn biết rõ, người nam nhân trước mắt này nhất định phải cùng bình thường. Vì vậy, Tiêu Đông Dương vươn ba ngón tay, nói rằng, ta có thể đi theo ngươi, gia nhập vào các ngươi câu lạc bộ. Thế nhưng ta có ba cái yêu cầu. Ngươi nói. Đệ nhất, phải cho ta phân phối 24 giờ bảo tiêu phục vụ. Đệ nhị, bằng vào ta làm trụ cột chế tạo đội ngũ. Đệ tam. Ta chỉ biết với ngươi ký một năm hợp đồng. Năm nay chỉ có một mục tiêu, đoạt giải quán quân. Giang Sách nở nụ cười, ba yêu cầu này, hắn hết thảy đều thỏa mãn. Một năm, không phải, trong vòng một tháng. Giang Sách tự muốn đem vẽ thượng tập đoàn cho làm hỏng. Yêu cầu của ngươi, ta toàn bộ đánh bằng lòng, đi thôi. Nói xong, Giang Sách cầm đầu đi ra Internet, Tiêu Đông Dương đem ống nghe điện thoại từ trên cổ tháo xuống nhét vào trên bàn, cầm trong tay điếu thuốc lá dập tắt, hướng về phía mọi người chắp tay. Các vị, ta Tiêu Đông Dương muốn trọng xuất giang hồ,
về sau cũng xin ủng hộ nhiều hơn. Chí Tôn câu lạc bộ, kệ con mẹ hắn chứ. Những lời này, Tiểu Đông Dương đã sớm muốn nói, trong quán Internet mặt mọi người cũng đã sớm muốn nói như vậy. Nhưng đại gia cho tới nay đều sợ hãi bị vẽ thượng tập đoàn trả thù, cho nên bình thường cũng không còn người nói. Ngày hôm nay, cuối cùng là có người đứng ra cùng vẽ thượng tập đoàn, cùng Chí Tôn câu lạc bộ làm. Nhất hô bá ứng, tất cả mọi người đứng lên cho Tiêu Đông Dương vỗ tay, chúc mừng hắn tái xuất giang hồ, cũng chúc phúc hắn có thể đủ đem điều này đã vặn vẹo hoàn cảnh lớn cho cải biến. Ở Chân Minh dưới sự đề cử, rất nhanh thì gọp đủ thủ phát 5 người. Toàn bộ đều là bởi vì các loại nguyên nhân bị mai một không phải thiên tài. Trong đó, càng là lấy Tiêu Đông Dương vì người nổi bật. Giang Sách cũng không hàm hồ, lập tức lấy Tiêu Đông Dương làm trụ cột chế tạo một chi mới tinh đội ngũ người báo thù câu lạc bộ. Tin tức này, rất nhanh thì truyền đến Lão Thiên Tôn trong lỗ tai. Khi biết tin tức phía sau trước tiên, Lão Thiên Tôn liền đem dưới cờ Chí Tôn câu lạc bộ người phụ trách Lâm Hồng cho hô qua đây, tiến hành tương ứng dặn. Lâm Hồng, ta nghĩ ngươi nên biết người báo thù câu lạc bộ chuyện a. Lâm Hồng rất khẳng định gật đầu, hồi đáp đúng vậy. Lão Thiên Tôn, tất cả mọi chuyện ta đều đã biết rồi. Giang Sách xích nhiều tiền khai sáng một cái hoàn toàn mới đoàn đội, muốn khiêu chiến chúng ta Chí Tôn câu lạc bộ vòi nước địa vị. Lão Thiên Tôn nói rằng, không muốn cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Quyền tiểu thuyết chương mới nhất sẽ ưu tiên đổi mới ở app trên, hãy ghé thăm Su Năm. CC kế tiếp tiếp tục không quảng cáo đọc miễn phí. Lâm Hồng cười lạnh một tiếng. Hồi đáp, cũng xin Lão Thiên Tôn yên tâm, Chí Tôn câu lạc bộ thành lập nhiều năm như vậy, đem toàn bộ Yến Thành toàn bộ cao thủ đều lưới tới rồi. Giang Sách hắn sở thu toàn bộ đều là một ít giá áo túi cơm, thậm chí còn đem chúng ta không cần phế vật thu đi qua làm hạch tâm bồi dưỡng. Cứ như vậy một chi đội ngũ, có gì phải sợ? Lão Thiên Tôn nói rằng, Giang Sách cái này nhân loại không đơn giản, hắn sẽ không đánh không có nắm chắc trận chiến đấu, tuy là chúng ta hiện nay giữ lấy ưu thế tuyệt đối, nhưng vẫn là phải cẩn thận kính thận một ít. Nếu Lão Thiên Tôn như vậy yêu cầu, thuộc hạ nghe lệnh chính là, tuyệt đối sẽ đem Giang Sách đội ngũ cho bóp chết trong trứng nước. Ngươi định làm gì? Đội ngũ chỉ là thành lập không có ích lợi gì, muốn đi vào đến liên kết trong. Nhất định phải đánh chi phí cách tái. Hiện tại người báo thù câu lạc bộ đã báo danh chi phí cách tái, mà đối thủ của bọn họ là kẻ leo trèo câu lạc bộ. Ta định đem Chí Tôn câu lạc bộ đội hai phái qua, trực tiếp đem Giang Sách đội ngũ cho đánh về lão gia. Không để cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Cái điểm này tử không sai. Chí Tôn câu lạc bộ thực lực mạnh mẽ, mặc dù là đội hai, cũng có thể đem vậy đội ngũ đánh không đứng nổi, dùng để đối phó Giang Sách mới vừa thành lập mới đội ngũ. Hoàn toàn chính là giết gà dùng đao mổ trâu. Ân, cứ dựa theo ngươi nói đi làm đi. Tuân mệnh. Lâm Hồng xoay người rời đi. Lão Thiên Tôn nâng chung trà lên uống một ngụm, lẩm bẩm, Giang Sách, ngươi muốn từ các phương diện đả kích ta vẽ thượng tập đoàn. Ha ha, tính toán nhưng thật ra rất tốt. Ta sẽ nhường ngươi biết, ngươi mặc kệ từ bất kỳ phương diện nào tiến hành đả kích, cuối cùng thua đều nhất định là chính ngươi. Vẽ thượng tập đoàn. Công không thể phá. Lão Thiên Tôn có tuyệt đối tự tin có thể bảo vệ vẽ thượng tập đoàn ở điện tử cạnh kỹ một khối này bánh gato, Giang Sách muốn tới đoạt, chỉ biết mũi dính đầy cho. Buổi trưa, mặt trời chói chang. Giang Sách mang theo tất cả của hắn mới đội ngũ đi tới Yến Thành điện tử cạnh kỹ trung tâm. Ở chỗ này, sẽ tiến hành chi phí cách tái tuyển chọn. Người báo thù câu lạc bộ muốn đoạt giải quán quân, bước đầu tiên. Chính là được thắng được chi phí cách tái, có thể có tư cách đi tham gia chính thức thi đấu. Chi phí cách tái đối thủ thực lực thông thường không mạnh. Sự thực cũng là như vậy, vòng thứ nhất lấy mẫu ngẫu nhiên kẻ leo trèo câu lạc bộ, là một cái thực lực tương đối kém tam lưu tiểu câu lạc bộ. Cùng như vậy câu lạc bộ thi đấu, Giang Sách đội ngũ dựa theo đạo lý mà nói, là thập nã cửu ổn. Đang ở Giang Sách mang theo Chân Minh. Tiêu Đông Dương đám người đi vào điện tử cạnh kỹ trung tâm đại sảnh thời điểm, đâm đầu đi tới một người đàn ông, không là người khác, chính là Chí Tôn câu lạc bộ người phụ trách Lâm Hồng. Hắn cười hì hì đã đi tới, nói rằng yêu, đây chính là hiển hách đại danh người báo thù câu lạc bộ A. Quả thật là nghe danh không bằng gặp mặt, tất cả đều là nhất lưu nhân tài. Tấm tắc, đây không phải là Tiêu Đông Dương sao?
ở chúng ta Chí Tôn câu lạc bộ ngay cả thay thế bổ sung đều đánh không hơn, đi ra ngoài sau đó lại còn lên làm hạch tâm. Có thể a? Yêu, Trần Minh đã ở, ca ca ngươi hai tay của xong chưa? Ngươi không cần cho ngươi ca ca kiếm tiền trị thương sao? Hắn tờ này miệng, vậy thật gọi một cái xú. Tiêu Đông Dương cùng Trần Minh nắm đấm đều nhéo, hận không thể đi tới cho hắn một quyền. Nhưng làm một tuyển thủ nhà nghề, tâm lý tố chất phải qua cửa. Bọn họ tới nơi này không phải đánh nhau, là tới thu hoạch chính thức tư cách tranh tài. Không cần phải, để ý tới cái này người nhàm chán. Giang Sách cũng không nói chuyện, đứng ở một bên nhìn, có đôi khi, cần cho những thứ này hài tử một điểm động lực, đáng vui là, có người bang Giang Sách làm. Tiêu Đông Dương lạnh mặt nói, Lâm Hồng, ngươi cho rằng các ngươi Chí Tôn câu lạc bộ còn có thể xưng bá bao lâu? Ngươi chờ. Rất nhanh ta tự muốn đem các ngươi cho triệt để đả khoa. Ha 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 ha, khoác lác không đánh bản nháp, chỉ bằng ngươi. Lâm Hồng giang tay ra, nói rằng, đừng nói đánh bại chúng ta Chí Tôn câu lạc bộ, theo ta thấy a, ngươi ngay cả cái này chi phí cách tái cũng đừng nghĩ đi qua. Tiêu Đông Dương nói rằng, phải, vậy nếu không chúng ta đánh cuộc. Có thể a, ngươi nghĩ đánh cuộc gì? Đổ khuôn mặt. A, Lâm Hồng sửng sốt một chút. Không phải rất rõ ràng. Tiêu Đông Dương nói rằng, người nào thua, để đối phương tát một cái, rất đơn giản a. Lâm Hồng nở nụ cười, quả thực rất đơn giản, vừa nghe liền biết, na không có gì đáng nói, liền đổ khuôn mặt a. Ta đây đứng ở chỗ này, chờ các ngươi đại bại mà về, sẽ cho ngươi trên mặt của bù vào một cái tát. Tiêu Đông Dương quay đầu bước đi vừa nói chuyện, người chính là đem mặt mình lau một chút, chuẩn bị xong bị đánh a. Tiêu Đông Dương làm đội trưởng, mang theo đội viên tiến vào chuẩn bị chiến tranh khu. Giang Sách không phải đội viên, đương nhiên không thể đi vào, chỉ có thể ngồi lên thính phòng, cùng mọi người cùng nhau vây xem trận này tư cách tái. Dựa theo đạo lý mà nói, một hồi tư cách tái phải không phải có rất nhiều người xem, nhưng Yến Thành không giống với, ở chỗ này, có toàn cầu hot nhất điện tử cạnh kỹ bầu không khí, mặc dù là tư cách tái, cũng sở hữu đông đảo khán giả đến đây quan sát. Đại gia hoa chân múa tay vui sướng, có vài người càng là đem kèn đồng đều mang đến, hét to, vì bọn họ yêu thích đội ngũ phất cờ hò reo. Tự mình cảm thụ được như vậy nhiệt liệt bầu không khí, Giang Sách cũng bị dẫn vào tiến vào. Thời khắc này chuẩn bị chiến tranh khu. Song phương đội viên lần đầu tiên thấy, lúc đầu qua quyết bình bình một việc, lại làm cho Tiêu Đông Dương thất kinh. Đơn giản là, đối diện đội ngũ thành viên. Căn bản cũng không phải là leo đăng giả thành viên, mà là hắn đã từng lão đồng đội, Chí Tôn câu lạc bộ tuyến hai đội viên. Sao lại thế? Tiêu Đông Dương sửng sốt một chút. Đối diện thành viên đã đi tới, mỉm cười chào hỏi. Yêu, người báo thủ câu lạc bộ các vị, đại gia buổi chưa tốt, như thế này lên đài, các ngươi nên thủ hạ lưu tình nha. Đây không phải là chúng ta đã từng đội viên nồng cốt Tiêu Đông Dương sao? Tâm tắc. Không phải giải ngũ chưa? Làm sao, vừa nặng ra giang hồ. Trần Minh mấy người cũng là sửng sốt một chút, bọn họ ngay từ đầu không phản ứng kịp, còn tưởng rằng đối phương chỉ là Tiêu Đông Dương bằng hữu, dù sao đều là điện tử cạnh kỹ vòng, nhận thức cũng không còn cái gì. Nhưng rất nhanh Trần Minh liền phát giác không thích hợp, đối diện rất nhiều người mình là biết. Các ngươi không phải Chí Tôn câu lạc bộ tuyến hai đội viên sao? Chạy thế nào đi leo đăng giả rồi? Trần Minh chất vấn. Ai nha, liền cho phép các ngươi Tiêu Đông Dương đổi đội ngũ, không cho phép chúng ta cũng đổi a. Đối phương trả lời làm cho Trần Minh không còn cách nào biện giải. Quả thực, thay đổi đội ngũ mà thôi, có cái gì không thể. Nhưng kẻ ngu si cũng nhìn ra được, đối phương chính là nhắm vào mình mà đến, cố ý cầm Chí Tôn câu lạc bộ đội 2 tới đánh một chi mới đội ngũ, cái này quá không công bình rồi. Chí Tôn câu lạc bộ. Nơi đó có thể toàn bộ đều là đỉnh tiêm tuyển thủ. Mặc dù là đội 2, cũng có thể ung dung treo lên đánh 95% cái khác chí nghiệp đội ngũ. Cứ như vậy một chi siêu cao tài nghệ đội ngũ, tới cùng Tiêu Đông Dương bọn họ vừa mới thành lập, cũng không có tới kịp ma hợp mới đội ngũ chiến đấu, đó không phải là khi dễ người làm sao mới là khi dễ người. Hiện tại Trần Minh xem như là hiểu, vì sao vừa mới Lâm Hồng dám nói ra cuồng vọng như vậy lời nói. Thì ra, sớm đã có chuẩn bị. Đối mặt cục diện như vậy, có thể người bình thường ngay lập tức sẽ hoảng loạn thất thố.
Nhưng Tiêu Đông Dương không phải. Hắn mắt lạnh nhìn đối phương, đối với đội viên phe mình nói rằng, mặc kệ đối phương là người nào, mục tiêu của chúng ta đều chỉ có một, đó chính là đánh bại đối thủ. Nếu như ngay cả như thế một chi chí tôn câu lạc bộ đội 2 đều đánh không thắng, nói gì đoạt giải quán quân. Đi! Cái này, mới là một cái đội trưởng nên có đảm đương. Đừng xem Tiêu Đông Dương bình thường nói chuyện không đâu, chỉ khi nào đụng với điện tử cạnh kỹ sự tình, hắn sẽ trở nên so với ai khác đều phải chuyên chú. Rất nhanh, ở người xem trong tiếng vỗ tay, hai chi đội ngũ thành viên toàn bộ đều ra sân. Ngay từ đầu khán giả chỉ là xem cái mới mẻ, cũng không có đem hai chi đội ngũ để ở trong lòng, dù sao một chi là mới đội ngũ, mặt khác một chi là tam lưu đội ngũ, cũng không có cái gì xem chút. Nhưng rất nhanh, người xem tình cảm mãnh liệt đã bị đốt, bởi vì bọn họ cũng kinh ngạc phát hiện, leo đăng giả câu lạc bộ 5 tên lên sân khấu đội viên, lại chính là chí tôn câu lạc bộ 5 tên tuyến 2 đội thành viên. Cái này thật bất khả tư nghị. Còn bà nó, là ta nhìn lầm rồi sao? Đó không phải là chí tôn câu lạc bộ đội 2 thành viên sao? Chạy thế nào đi leo đăng giả rồi? Tâm tắc, đây quả thực là hàng duy đả kích a. Một cái mới câu lạc bộ mới vừa thành lập, lần đầu tiên tới tham gia tư cách tái, liền đụng với như vậy quái vật, cái này cũng bị giáo làm người. Ai, thương cảm a hát. Khán giả nghiêng về một phía cho rằng leo đăng giả câu lạc bộ biết thắng lợi, hơn nữa, vẫn là không huyền niệm chút nào nghiêng về một phía thắng lợi. Thi đấu chính thức bắt đầu. MOBA trò chơi 5 vị trí, trên đơn, trung đơn, xạ thủ, đánh giá, phụ trợ. Song phương ban chọn sau đó, toàn bộ tuyển trạch hoàn tất, sau đó, bắt đầu rồi vòng thứ nhất chính thức thi đấu. Thi đấu là áp dụng ngũ cục 3 thắng quy tắc. Vòng thứ nhất, không biết là khinh địch vẫn là chiến thuật nhu cầu, leo đăng giả cư nhiên cầm 5 ngu nhạc tính rất cao anh hùng đi ra, luận năng lực thực chiến. Đều phi thường kém. Đây chính là khinh thường người báo thù như vậy một cái tay mới đội ngũ. Ở leo đăng giả đội viên trong mắt. Mặc dù là cầm 5 ngu nhạc tính anh hùng, cũng có thể dễ như trở bàn tay bắt thi đấu. Nhưng mà, bọn họ sai rồi. Ván đầu tiên có ở đây không đến 8 min thời điểm liền tuyên bố kết thúc rồi, chỉ bất quá. Phe thắng lợi là người báo thù. Cả chàng thi đấu, lấy phi thường khó coi 150, đầu người cân nhắc, kết thúc. Toàn trường điều kiện tốt nhất, đương nhiên chính là Tiêu Đông Dương. Khán giả kinh ngạc phát hiện. Tiêu Đông Dương giống như là thiên thần hạ phàm giống nhau, các loại giết lung tung. Đối phương 5 người giống như là ngũ đài nói khoản cơ khí, bị Tiêu Đông Dương tùy tùy tiện tiện liền chém giết. Cả chàng thi đấu quả thực không huyền niệm chút nào, rất nhanh thì kết thúc. Có khán giả nói rằng, dù sao đều là tuyển thủ nhà nghề, leo đăng giả ván đầu tiên sơ suất quá, làm sao có thể chọn 5 ngu nhạc anh hùng đi ra. Sơ suất mất kinh châu A. Leo đăng giả 5 tên tuyển thủ cùng người xem ý tưởng là giống nhau như đúc, dưới cái nhìn của bọn họ, ván đầu tiên thua, vậy hoàn toàn là thua ở khinh địch, cùng thực lực của tự thân là không có có quan hệ. Chỉ cần bọn họ có thể tập trung tinh lực yên lành đi thi đấu, ván thứ hai có thể phi thường dễ dàng bắt. Nhưng mà, bọn họ không có chú ý là, Tiêu Đông Dương mắt đã có chút màu đỏ tươi vẻ, đó là thí sát nhan sắc. Ván thứ hai, chính thức bắt đầu. Ván này, leo đăng giả 5 tên tuyển thủ hết sức chăm chú. Vì rửa nhục trước, bọn họ chuẩn bị cho Tiêu Đông Dương một bài học, yên lành sửa chữa một cái tên này trước đồng đội. Nhưng người nào cũng không có nghĩ tới là, Tiêu Đông Dương thực lực vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Tiêu Đông Dương giống như là một con cá trạch, chợt nguy. Đối diện 5 người mỗi lần muốn tìm đến Tiêu Đông Dương thời điểm. Tiêu Đông Dương liền thần kỳ biến mất không thấy. Căn bản cũng không biết hắn ở vị trí nào. Sau đó, làm đối phương chuẩn bị lúc rút lui, Tiêu Đông Dương sẽ không giải thích được chạy đến cho một đao. Đặc biệt đối phương ra giòn anh hùng, đi tới đã bị Tiêu Đông Dương một bộ mang đi, chết cũng không biết chết như thế nào. Ngay từ đầu, khán giả vẫn còn ở chống đỡ leo đăng giả, thế nhưng khi nhìn đến Tiêu Đông Dương na thần xuất quỷ một thân ảnh, thanh tú đến chân trời thao tác sau đó. Toàn bộ đều bắt đầu chống đỡ người báo thù rồi. Không có biện pháp, khán giả chính là như vậy, cỏ đầu tường, ai mạnh chống đỡ người nào thao tác càng thanh tú chống đỡ người nào. Không có ai sẽ thích một cái vĩnh viễn thua đội ngũ. Rất nhanh, ván thứ hai kết thúc,
dùng 11 min. Thời gian đồng dạng phi thường ngắn ngủi. Bổn trạm tên miền. Ván này sau đó, khán giả mới kinh ngạc phát hiện, cái này mới đội ngũ thực lực thực sự cường, Na đánh giá vị trí Tiêu Đông Dương thực lực rõ ràng so với Leo Đăng giả thành viên cao hơn một mảng lớn. Là chân chính thiên tài siêu cấp. Cái này ván thứ hai thua, chứng minh người báo thủ thực lực không thể khinh thường. Ngũ cục 3 thắng. Hiện tại, Leo Đăng giả liên tục thua mất 2 cục, nếu như thua nữa một ván nói, vậy bọn họ phải đánh nói trở về phủ. Làm chí tôn câu lạc bộ tuyến hai đội ngũ, nếu như bại bởi một chi mới đội ngũ, đó là bực nào mất mặt. Không được, nhất định phải ngay cả ban 3 cục. Leo Đăng giả toàn bộ thành viên đều lên tinh thần tới, ván thứ 3 liều mạng cũng muốn đánh trở về. Ván thứ 3, cũng rốt cục bắt đầu. Lúc này đây, đối phương 5 người toàn bộ đều vô cùng cẩn thận, mỗi người thao tác đều có thể nói là không chê vào đâu được, đồng thời. Bọn họ cũng chú ý tới Tiêu Đông Dương thực lực, không ngừng tiến hành hạn chế. Vốn tưởng rằng người báo thù là một chi chỉ dựa vào Tiêu Đông Dương một người mang theo tới đội ngũ, hạn chế Tiêu Đông Dương, đối phương thì sẽ hoàn toàn xong đời. Có ai nghĩ được đến? Đối phương phụ trợ cư nhiên đứng dậy. Na phụ trợ mặc dù không có thể chém giết, nhưng là một cái tốt vô cùng thuốc bôi trơn, mỗi khi đồng đội gặp nguy hiểm, hắn sẽ đúng lúc xuất hiện. Cái này phụ trợ, chính là Hạ Quân. Bởi vì người báo thủ đội ngũ anh hùng đều thiên hướng về hậu kỳ, cho nên tiền kỳ áp lực khá lớn. Hạ Quân làm phụ trợ, tại tiền kỳ không ngừng trợ giúp đồng đội, lấy lực một người đem cả nhánh đội ngũ cho ghép lại đến cùng một chỗ, ngạnh sinh sinh vượt qua rồi tiền kỳ 15 min. Ở 15 min sau đó, người báo thủ đội ngũ cường thế thời kỳ đến. Đặc biệt xạ thủ vị trí chân minh, hắn đã lục thần trang bị, nằm ở vô địch thiên hạ trạng thái. Chân minh đặc điểm chính là một cái chữ ổn. Tuy là hắn không có Tiêu Đông Dương như vậy thanh tú, không thể một người thanh tú đối diện năm, cũng không bằng Hạ Quân như vậy trơn, đội ngũ nơi nào cần liền đi nơi đó. Thế nhưng, chân minh chính là ổn. Hắn giống như là một máy cơ khí, cũng không phạm sai lầm, đối phương muốn bắt hắn lại bất kỳ một cái nào sai lầm, căn bản là làm không được sự tình. Đồng thời, nên hắn phát huy thời điểm, hắn liền nhất định sẽ phát huy. Làm đâu chắc đấy, thực lực đồ thị phi thường ổn định. Như vậy tuyển thủ, là tất cả giáo luyện thích nhất cũng yên tâm nhất tuyển thủ, bởi vì ngươi phái hắn lên sân khấu. Cũng biết hắn biết xuất ra dạng gì biểu hiện, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Ở 15 min qua đi, đến phiên chân minh phát huy thời gian. Hắn cũng không có làm cho đồng đội thất vọng, làm xạ thủ, hắn đánh ra toàn bộ đội cao nhất phát ra. Đem đối diện 5 người đều cho bắn thành kẻ ngu si. Cuối cùng, ở bắt một con rồng lớn sau đó, người báo thủ đội ngũ một đường đẩy, bắt thi đấu. Thời gian như ngừng lại 21 min. Ván thứ 3 thời gian dài nhất, cũng là Leo Đăng giả 5 tên đội viên nhất dụng tâm một ván. Toàn trường cũng không có cái gì sai lầm, nhưng lập tức liền như thế, bọn họ vẫn thua rồi. Đơn giản là người báo thù 5 tên tuyển thủ thực lực càng mạnh. Tất cả mọi người cho rằng Leo Đăng giả sẽ thắng, kết quả lại là người báo thù lấy 30 ưu thế tuyệt đối bắt thi đấu, là thực lực nghiền ép. Ở sau chốc lát im lặng, hiện trường bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Khán giả kích động vô cùng la to. Bọn họ biết, một chi mới đội mạnh ra đời. Một chi có thể khiêu chiến chí tôn câu lạc bộ đội mạnh, tới. Tiêu Đông Dương lấy xuống ống nghe điện thoại, từ đối chiến khu đi ra, vừa đi vừa nhào nặn bàn tay của mình. Đơn giản là, ở bên trong đại sảnh còn có một người đang chờ hắn. Lâm Hồng. Hắn chứng kiến Tiêu Đông Dương đi tới thời điểm, khuôn mặt mà bắt đầu mơ hồ làm đau rồi. Trận này về, khuôn mặt, đánh cuộc, thua vậy thật gọi một cái biệt khuất ha. Lâm Hồng sắc mặt được kêu là một cái xấu xí, cũng không dám nhìn thẳng vào đi tới Tiêu Đông Dương, chính mình luôn mồm coi thường nhân gia, cho rằng có thể nắm chắc đem người báo thù giải quyết rơi. Ai biết sẽ có như vậy một cái lúng túng kết quả. Tiêu Đông Dương đi tới Lâm Hồng trước mặt, đối với mình tay thổi một hơi, mặt mỉm cười nhìn đối phương. Lâm người phụ trách, chúng ta đánh cuộc, hiện tại nên đến hoàn thành lúc A. Chu Vi tụ tập đi lên rất nhiều người. Tất cả mọi người dùng các loại ánh mắt kỳ dị nhìn bọn họ, mỗi một người đều không có hảo ý dáng vẻ. Tất cả mọi người không phải là cái gì,
người tốt, đều thích xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, ước gì bọn họ đánh nhau mới tốt. Lâm Hồng tốt xấu là một cái câu lạc bộ người phụ trách, hiện tại mặt mũi là thật không nhịn được. Hắn thấp giọng nói rằng, Đông Dương, chúng ta cũng đều là bạn cũ, không cần phải như vậy đi. Lão bằng hữu, Tiêu Đông Dương nở nụ cười, nói rằng, ta làm sao không nhớ rõ có như ngươi vậy một cái lão bằng hữu. Thử nghĩ một cái, nếu như bây giờ thua là ta, như vậy ngày hôm nay ngươi còn có thể bỏ qua cho ta sao? Nếu như thua là Tiêu Đông Dương, kết quả kia căn bản cũng không cần muốn, Lâm Hồng nhất định sẽ ở trước mặt tất cả mọi người. Hung hăng quất Tiêu Đông Dương một cái lỗ tai to quát thử, cũng không mang do dự. Ngươi thắng muốn đánh nhân gia, hiện tại thua sẽ không làm cho nhân gia tới đánh ngươi, trên cái thế giới này nào có chuyện tốt như vậy. Bổn trạm tên miền. Tiêu Đông Dương tay nắm cửa giơ lên, nói rằng, Lâm người phụ trách, yên tâm, ta sẽ nhẹ nhàng, ý tứ một cái là được rồi. Ngươi không cần quá khẩn trương, lại càng không dùng sợ. Lâm Hồng nhìn Tiêu Đông Dương na giơ lên tay, sợ đến cũng. Hắn lập tức nói rằng, chờ một chút, Đông Dương, ta đừng như vậy có được hay không? Ta cho ngươi tiền, cho ngươi 10 vạn, 200 ngàn, ngươi đừng đánh ta được chưa? Tiêu Đông Dương mừng rỡ cũng, Lâm người phụ trách, ta Tiêu Đông Dương có thể không phải thiếu tiền, nhà ta vài phòng xếp, không lo tiền tiêu. Ta muốn, chính là khuôn mặt. Vừa dứt lời, Tiêu Đông Dương tay liền rơi xuống. Bộp một tiếng, nặng nề vỗ vào Lâm Hồng trên mặt của. Trong nháy mắt, Lâm Hồng cả người đều bị vỗ ra, trên mặt để lại một cái nặng nề dấu bàn tay, nhìn qua tương đối thê thảm. Lâm Hồng hai khỏa răng đều bị đánh rớt, có thể tưởng tượng được, một tát này được có bao nhiêu ngoan. Còn nói cái gì nhẹ nhàng? Cái này gọi là nhẹ nhàng. Tiêu Đông Dương nhìn một chút tay của mình, vừa cười vừa nói, ai nha, thật ngại quá, đánh nặng. Lâm người phụ trách, chúng ta về sau trên trường đấu thấy. Nói xong, hắn sải bước ly khai. Tiêu Đông Dương một tay bụng mặt, đem trong miệng tiên huyết cho nhổ ra, phẫn hận nhìn rời đi Tiêu Đông Dương, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải đưa cái này vương bát đản giết chết. Người này không giết, thề không làm người. Đều nhìn cái gì vậy? Cút! Lâm Hồng hét lớn một tiếng, bên cạnh này xem trò vui liền toàn bộ đều rút lui, một cái dám lên trước cũng không có, sợ bị Lâm Hồng gây họa tới vô tội. Chuyện bên này rất nhanh thì truyền đến Lão Thiên Tôn trong lỗ tai. Khi biết đội hai quân lính tan rã, bị người báo thù cho liên tục giết chết ba cục sau đó. Lão Thiên Tôn là tức giận. Cũng đã sớm nói phải cẩn thận giang sách, kết quả vẫn là xảy ra loại chuyện như vậy. Một chi tân tú đội ngũ, cư nhiên đem mạnh nhất chí tôn câu lạc bộ cho thiêu xuống ngựa, ha ha. Mặc dù chỉ là đội 2, nhưng chúng ta vẽ thượng tập đoàn mặt mũi của để nơi nào. Tìm nhiều tiền như vậy, Internet toàn bộ Yến Thành ưu tú nhất tuyển thủ, cuối cùng cũng là kết quả như vậy, thật sự là buồn cười. Cùng Lão Thiên Tôn giận không kềm được bất đồng, giang sách ngược lại là vô cùng hài lòng. Rốt cục. Tất cả mọi chuyện cũng bắt đầu dựa theo giang sách kế hoạch ở một chút xíu chấp hành, một lần này thắng lợi, mặc dù không có đối với vẽ thượng tập đoàn tạo thành thực tế tính thương tổn, nhưng là lại hung hăng đả kích Lão Thiên Tôn tự tôn. Từ các phương diện một chút xíu khiêu động vẽ thượng tập đoàn thống trị, đây chính là giang sách phải làm. Bất quá, nếu muốn phủ định vẽ thượng tập đoàn thống trị, còn phải làm được một chuyện khác đạt được long mạch tán thành. Nếu như phía trước giang sách suy đoán cũng không có sai, như vậy, Long Mạch mới là phía sau màn chân chính đại lão, vẽ thượng tập đoàn là Long Mạch công nhận, giang sách là không có có chiếm được công nhận. Thực sự đến rồi khẩn yếu quan đầu, khó tránh khỏi Long Mạch sẽ đứng đi ra trợ giúp Lão Thiên Tôn. Cho nên, giang sách phải đến Long Nước, đạt được Long Mạch tán thành, mới có thể càng thêm không cố kỵ gì đối phó Lão Thiên Tôn. Vừa vặn lúc này, giang sách cần một trận điện thoại đánh tới. Đây là tới tự chủ nhiệm tạp chí biên Lô Văn Diệu một trận điện thoại. Điện thoại chuyển được, Lô Văn Diệu mở miệng trước nói rằng, giang lão bản, trước ta đã nói với ngươi sự kiện kia ngươi còn nhớ sao? Ta đã cùng khác thủ chi gia tương huân gia chủ đã nói, tưởng gia chủ cũng đã bằng lòng, ngươi có thể tới khác thủ chi gia cho tưởng tiểu thư làm cơm. Việc này không nên chậm trễ, ngày hôm nay cứ tới đây một chuyến. Chúng ta đem sự tình tỉ mỉ định một cái. Tốt, phải đi. Cúp điện thoại,
Giang Sách trên mặt của lộ ra nụ cười. Rốt cục đến khi như vậy một trận điện thoại. Chỉ cần thuận lợi cùng Tương Huân cài đặt quan hệ, bắt được Long Nước thì có hy vọng. Kết quả là, Giang Sách mang theo đôi ngư, cùng nhau chạy đi Khác Thủ Chi Gia. Hay là Khác Thủ Chi Gia, là một cái nhà xây ở trên núi tương tự với William cổ bảo, kiến trúc, truyền thuyết, kiến trúc như vậy đã có trên trăm năm lịch sử. Đương nhiên, cái này trên trăm năm qua, vẻ ngoài tuy là không thay đổi, nhưng bên trong lắp đặt thiết bị, gia cụ là vẫn luôn ở thay đổi. Cổ bảo giấu ở lớn trong rừng rậm, ra vào chỉ có một cái chuyên môn sửa xong nhựa đường đường cái. Giang Sách ngồi xe, dọc theo nhựa đường cái hành xử được có một giờ. Rốt cục mới tới cổ bảo cửa, xuống xe ngẩng đầu nhìn lên, cái này cổ bảo bốn chữ hình dung, âm u khủng bố. Đen như mực, vốn có ca đặc thức vẻ ngoài. Ở chỗ này phách quỷ phiến lời nói, nhất định phải thường có cảm giác. Giang Sách đạt tới thời điểm, Lô Văn Diệu đã tại cửa chờ đợi, hắn đi tới trước cùng Giang Sách khách sáo một phen, sau đó liền mang theo Giang Sách đi vào trong pháo đài cổ bộ phận. Đầu tiên là xuyên qua đúc bằng đồng đại môn, sau đó trải qua hơn 10 mét thông đạo, trái phải hai bên đều đốt đèn, treo một vài bức to lớn bức họa. Sau đó là sân, giữa sân có một to lớn suối phun, điều khác là một cái bay lên cự long. Long chủy ba lý mặt phun ra thủy tới. Ở thất nhiễu bát nhiễu sau đó, rốt cục, Giang Sách đi tới cổ bảo tiếp đãi phòng khách, ở chỗ này, giường cột chạm trổ, xanh vàng rực rỡ, thiêu cao có 20 mét vĩ đại nóc nhà, vàng lóng lánh, toàn bộ đều là Âu Mỹ phong cách tầng chót thiết kế. Tương đối lớn khí. Giang lão bản, mời ngài ngồi. Ở Lô Văn Diệu dưới sự an bài, Giang Sách ngồi ở một tấm cũng không biết là không phải chân tướng nha làm thành ghế trên, toàn bộ cổ bảo nhìn qua liền một chữ, hào. Tiếp lấy, liên tiếp tiếng bước chân của truyền đến, Giang Sách ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái đầu đầy tóc quăn, khuôn mặt trắng nõn người đàn ông trung niên, tay nâng lấy một quyển sách thật dày đi xuống. Hắn, chính là cổ bảo chủ nhân, Khác Thủ Chi Gia gia chủ nhà họ Tưởng Tương Huân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 74.